quan trọng không thể thiếu để buổi Zoom của chúng ta sẽ thành công một cách tốt đẹp. Và không quên, Minh Ngọc sẽ gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể tất cả các quý cô chú anh chị nhà mình một buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Chúc cả nhà mình đón nhận được nhiều những cái điều tuyệt vời nhất ạ. Và Minh Ngọc biết ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Và Minh Ngọc hiện tại là bây giờ vẫn đang có 179 các quý cô chú chị mình. Cả cả nhà mình có thể hỗ trợ em Minh Ngọc một chút được không ạ? Mọi người gửi đường link Zoom đi ạ. Mọi người gửi đường link Zoom của cái buổi Zoom tối ngày hôm nay vào các cái thành viên ở trong nhóm của mình. Gửi đường link Zoom tối ngày hôm nay cho những người bạn, những người thân, và có thể chia sẻ cái link Zoom này rộng rãi ra cho ai cũng có thể tham gia được không ạ? Bởi vì trong cái buổi tối ngày hôm nay, cái nội dung trong buổi tối ngày hôm nay nó vô cùng là giá trị ạ. Vâng ạ. Minh Ngọc biết ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hiện tại là con số mọi người đang tham gia là trên 200 thành viên rồi ạ. Và cho phép em Minh Ngọc xin phép là giới thiệu bản thân mình một chút được không ạ? Và trước khi đi vào cái phần giới thiệu bản thân của em Minh Ngọc, thì Minh Ngọc cũng mạn phép hỏi cả nhà mình là trong phòng Zoom ngày hôm nay, bao nhiêu trong số các quý cô chú của chị mình đã biết tới em Minh Ngọc, thì cả nhà mình có thể comment số 6 được không ạ? Ở đây có ai biết tới em Minh Ngọc có thể comment số 6 được không ạ? 22, khi mà Minh Ngọc đang tập nghĩa là chập chững bước chân vào lĩnh vực đầu tư, khi mà bắt đầu dịch chuyển từ cái lĩnh vực làm công ăn lương đi sang đầu tư. Trước đây thì Minh Ngọc chạy Grab và đi làm phụ hồ, đi làm công ăn lương rất là nhiều. Và trong cái thời điểm khi mà đại dịch Covid xảy ra, Minh Ngọc đã có những cái sự xáo trộn ở trong công việc, ở trong cuộc sống, và luôn khao khát đi tìm kiếm cho mình cái cơ hội để giúp mình đột phá tài chính cũng như là gia tăng cho mình cái tài sản. Và mọi người đợi em một chút ạ, anh Mạnh Tuấn giơ tay à anh. Em cứ chia sẻ đi, anh ấy để anh lấy game thôi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Vâng ạ. À, xin lỗi cả nhà mình một chút ạ. À, em Minh Ngọc xin phép là chia sẻ tiếp cái câu chuyện của em Minh Ngọc được không ạ? Biết ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Minh Ngọc đang chia sẻ về cái cơ duyên Minh Ngọc biết tới về doanh nghiệp UST, cũng là từ một cái người xuất thân từ ở vùng quê, được trải nghiệm rất nhiều các công việc khác nhau, từ đi làm thuê, làm chủ và may mắn biết tới đầu tư. Và cái thời điểm năm 2022, Minh Ngọc đã biết tới đầu tư. Và chính cái thời điểm đó thì Minh Ngọc có vừa chia sẻ là được một người bạn của Minh Ngọc chia sẻ, và trong cái thời điểm đó thì Minh Ngọc đã may mắn là được người bạn chia sẻ và bắt đầu ở một quán cà phê ở Trung Kính thì phải. Năm 2022, Minh Ngọc cùng một người bạn của em Minh Ngọc thì đã có cơ hội được ngồi nghe Topic Bớt Hồ Văn Lợi của chúng ta chia sẻ về cái cơ hội nắm giữ cái cổ phần doanh nghiệp của tập đoàn UST. Ban đầu thì chỉ nghe thôi ạ. Ban đầu và thì chỉ là nghe thôi ạ. Và sau đó thấy cũng hay, thấy cũng muốn đầu tư thử ra sao. Và Minh Ngọc còn nhớ rằng là hôm đó là Minh Ngọc đã ra quyết định đầu tư cho mình 1.000 đô để sở hữu là 80.000 cổ phần. Và người bạn của em Minh Ngọc thì ra quyết định là đầu tư 2.000 đô để sở hữu là 160.000 cổ phần. Cũng trong cái thời điểm đó thì cũng mong muốn là muốn tìm hiểu cho mình một công việc và tìm hiểu cho mình về cái cơ hội mình đầu tư có đúng hay không. Thì Minh Ngọc liên tục bám sát tốt Hồ Văn Lợi và lựa chọn cho mình đón nhận những cái thông tin quan trọng về tập đoàn để làm sao nhìn nhận được cái sự phát triển của doanh nghiệp cũng như là cái cơ hội mà mình đang tham gia với số tiền mình đang góp vốn được dùng để làm gì. Và sau khi dành thời gian tìm hiểu sâu sắc về doanh nghiệp 1 năm 2 năm, từ em xin phép một chút đã bị mất tiếng rồi. Cả nhà mình có nghe rõ em Minh Ngọc đang nói không ạ? Cả nhà mình có Nghe thể rõ em ạ. comment số 3. Dạ vâng ạ, biết ơn anh chị rất nhiều ạ. Vâng ạ, Minh Ngọc đang chia sẻ một chút về những cái câu chuyện của em Minh Ngọc. Thì Minh Ngọc may mắn là được Topic Bất Hồ Văn Lợi chia sẻ cái cơ hội nắm giữ cổ phần doanh nghiệp. Và trong cái thời điểm đi tìm hiểu về doanh nghiệp, đi tìm hiểu về cái cơ hội, thì Minh Ngọc càng ngày càng đón nhận được nhiều thông tin và ra quyết định sở hữu cho mình nhiều cổ phần hơn. Và cái thời điểm năm 2022, Minh Ngọc chỉ dám ra quyết định sở hữu cho mình là 1.000 đô với 80.000 cổ phần. Nhưng đến thời điểm bây giờ, Minh Ngọc đã có cho mình được rất nhiều thông tin về doanh nghiệp. Và nhờ những cái thông tin như vậy, Minh Ngọc đã có cho mình hiện tại là sở hữu đâu đó là hơn 2 triệu cổ phần cả nhà mình ạ. Minh Ngọc đang sở hữu cho mình là hơn 2 triệu cổ phần. Và quay lại câu chuyện vừa rồi thì cũng là một cái bối cảnh như vậy. Minh Ngọc thì thời điểm đó đầu tư 1.000 đô, người bạn của em Minh Ngọc đầu tư là 2.000 đô. Và đến như thời điểm bây giờ, Minh Ngọc đã sở hữu cho mình là hơn 2 triệu cổ phần, nhưng người bạn của Minh Ngọc thì vẫn sở hữu cho mình đó là 160.000 cổ 160.000 cổ phần cả nhà mình ạ. Và Minh Ngọc nhận ra một điều rằng là đúng là lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực. Làm lúc cả đời không bằng tiền lời của một thương vụ IPO. Nhưng mà chỉ tiếc là nhiều người trong số những người bạn của em Minh Ngọc vẫn chưa nhận ra được điều này. Và ai có thông tin
thì người ấy có nhiều tiền, và tiền mà em Minh Ngọc muốn chia sẻ tới các quý cô chú chị nhà mình ở đây đó chính là những cái thông tin về doanh nghiệp, đồng thời là những cái số lượng cổ phần mà em Minh Ngọc đang nắm giữ hay là cả nhà mình đang nắm giữ. Và Minh Ngọc tin chắc rằng cái câu chuyện mà Minh Ngọc ở đây có thể rất giống với nhiều câu chuyện của mọi người ở trong phòng Zoom của chúng ta. Minh Ngọc cũng mong muốn rằng là ở trong cái buổi Zoom này, quý vị có thể cùng nhau cập nhật những cái thông tin, kiến thức về doanh nghiệp là một cái điều vô cùng là chúc mừng. Và đấy là một cái điều mà giúp cho tất cả các quý cô chú anh chị nhà mình có thể sở hữu được nhiều cổ phần nhất được không ạ? Vâng ạ. Vì vậy nên bởi cái lý do như vậy, cả nhà mình hãy cho phép mình có mặt tại nơi này 100% và hãy cho phép mình rỗng 100% để lắng nghe và ghi chép được nhiều thông tin tuyệt vời và giá trị nhất ạ. Và có một câu nói Minh Ngọc nhớ như in trong đầu là bạn sẽ không biết được rằng sự kiện nào sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Vì vậy hãy cho phép mình có mặt ở bất cứ sự kiện nào. Và một lần nữa Minh Ngọc cũng mong muốn là hiện tại phòng Zoom của chúng ta đang có 261 học viên, thì Minh Ngọc cũng muốn nhờ các quý cô chú anh chị mình nhấc máy lên để gọi cho bạn bè người thân của mình được tham gia vào họp và nhận được 100% những cái giá trị ở trong buổi Zoom được không ạ? Vâng ạ, biết ơn chị Hoàng Phương rất là nhiều ạ, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Đấy, rất là chuẩn ạ. Và trước khi đến với cái buổi chia sẻ chính trong ngày hôm nay thì Minh Ngọc rất là mong muốn có cơ hội được giao lưu với hai quý cô chú chị mình, giao lưu các cơ duyên để làm sao mọi người biết tới cái buổi Zoom này và cả nhà mình mong muốn nhận được những cái giá trị gì thông qua buổi Zoom này, thì Minh Ngọc mong muốn là có hai cánh tay nhanh nhất giơ tay lên để Minh Ngọc có thể ưu tiên để mời cả nhà mình được không ạ? Vâng ạ, Minh Ngọc đang thấy một người cô, đó là cô Trần Thị Hợp, thì Minh Ngọc mong muốn là nhờ ban kỹ thuật có thể giúp cô Trần Thị Hợp mở âm thanh để cô có thể chia sẻ được không ạ? Cô bấm đồng ý mở mic là được cô ạ. Rồi ạ, à, con mời cô Vâng, ạ. trước hết là cô cảm ơn MC Minh Ngọc cũng đã cho cô Hợp có cái cơ hội được chia sẻ. Thế thì cơ duyên cô đến với dự án công nghệ giao thông vận tải đây thì từ tháng 5 2023, đấy, cô được Một. Nguyễn Thị Bích Ngọc ở Lai Châu có chia sẻ cho cô. Thì cô cũng vào một gói, lúc bấy giờ cô vào chỉ 50 đô thôi. Thế sau đó cô cũng không để tâm đến, mà cô không quan tâm đến, thì cô đã bỏ lỡ mất 12 tháng. Cho đúng đến 28 tháng 4 2024, cô lại được em Ngọc gọi điện cho và cho cô cơ hội được vào cái khóa 05 ở K05 này học. Phải nói là khi và học thì cô đã bỏ cái thời gian, tập trung thời gian để vào tìm hiểu và xuống công ty đã được, xuống cái văn phòng dưới Hà Nội được 2 lần. Đấy. Thế thì khi mà vào học thì cô cũng mặc dù tuổi cũng cao rồi. Đấy. Năm nay cô 67 tuổi rồi. Đấy, nghỉ hưu 13 năm rồi, nhưng mà sau khi học thì cô xác định bản thân cô như là đi dẫn luôn. Đấy. Và trở thành học sinh lớp 1 để đi học chữ O chữ A như thế. Thế thì sau khi học tập tìm hiểu thì cô thấy là cái cơ hội rất là tốt. Đấy. Và tiềm năng nhân văn và được lan tỏa ra toàn cầu. Và cô cũng đã quyết tâm học cộng hành. Cô cũng vào một gói là tuy rằng nó nhỏ thôi nhưng mà cũng là phải nói cũng rất giá trị. Đấy. Sau đó thì cô nghĩ là cái môi trường, cái dự án rất là có cơ hội này, cô đã lan tỏa và chỉ trong 1 tháng 5 thì cô đã chia sẻ và dưới cô đã có đến 7 nhà đầu tư. Đấy, và cô đấy là một cái mà học cộng hành thì mới ra kết quả. Thế thì trong quá trình học thì cô cũng có sổ ghi chép, cô đã ghi chép được 2 quyển sổ rồi. Mặc dù là những bài giảng sau thì cô rất rất biết ơn ngài chủ tịch, biết ơn em Ngọc, biết ơn Tốt Nhung rồi các tốt, khi mà cô đưa khách xuống thì đã chia sẻ cho, đã trao giá trị cái dự án cho cô cũng như là khách mà cô chia sẻ được. Và
có những người rất là khó tính nhưng cô cũng vượt qua được cái rào cản, và vào hay không là do bản chính bản thân mình. Cô cũng không biết nói gì hơn hết, thì xin cảm ơn. Và cái môi trường ở trong cái tháng cô đặt mục tiêu từng tháng một, và cái tháng năm cô đạt mục tiêu, thế là tiêu. Tháng 6 cô vẫn đặt chỉ tiêu là gấp đôi đây, gấp đôi cái sáng kiến ra cái dự án này, và một dự án thông minh giải cứu toàn cầu. Rồi ạ. Minh Ngọc biết ơn cô Và học rất nhiều. là vấn đề đang, và cô xin cảm ơn. Và Vâng ạ. Minh Ngọc biết ơn cô học rất là nhiều với các phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời và giá trị của mình. Một cổ đông có thể nói rằng là trong phòng Zoom cũng không có ít tuổi đâu ạ. Năm nay cô 63 tuổi và đã nghỉ hưu được 13 năm rồi ạ. Và với những cái tình yêu của mình, với những cái sự tìm hiểu của mình, và với những cái thông tin giá trị của doanh nghiệp chúng ta thì cô ấy đã nhận ra được cái giá trị của doanh nghiệp và lan tỏa cái cơ hội này cho nhiều người bạn, nhiều người thân của mình biết tới. Và Minh Ngọc xin chúc mừng cô học rất là nhiều về những cái thành tích. Recording in progress. Minh Ngọc biết ơn cô rất nhiều về những cái phần chia sẻ của cô cũng như là những cái thành tựu vô cùng là xuất sắc khi mà cô lan tỏa cái cơ hội này cho nhiều người biết tới. Đó. Biết ơn cô rất nhiều, biết ơn về những cái sự chia sẻ của cô là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người. Và Minh Ngọc tiếp theo là mong muốn là mời thêm một anh chị nhà mình nữa được không ạ? Minh Ngọc nhìn thấy ở đây là có ba anh chị nhà mình đang giơ tay. Thì vừa rồi Minh Ngọc mời cô Hợp rồi, thì bây giờ Minh Ngọc mời anh được không ạ? Có, nghĩa là phải có anh, có chị đấy ạ. Thì Minh Ngọc xin phép là mời anh Trần Văn Tuấn được không ạ? Anh Tuấn mở mic cho anh ạ. Rồi, em Vâng. cảm ơn ạ. Nói chung thì hôm nay cũng là buổi đầu tiên em Tuấn là 8 bước lên trên phòng Zoom mấy trăm người này, em Tuấn chia sẻ cơ duyên biết đến UST. Thì là em xin tự giới thiệu. Lời đầu tiên thì cho em xin được chào toàn thể quý cô chú và anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thì em Tuấn xin được tự giới thiệu một chút về bản thân. Em Tuấn là tên họ tên đầy đủ là Trần Văn Tuấn, sinh năm 1989, quê ở Hải Dương. Cơ duyên em biết đến UST là cơ hội này rồi, nhưng mà vì là những cái năm đó thì là em cũng đi làm công ăn lương thôi, cũng không hiểu rõ về và đầu tư cổ phần doanh nghiệp, và cũng cứ nghĩ là đầu tư là cần phải một cái số tiền lớn, thế nên là cũng sợ và cũng không đón nhận từ những cái năm đó. Đấy thì tới cái năm cuối năm 2023 thì là em Tuấn là xảy ra một chút biến cố về sức khỏe. Thế là em Tuấn cũng đã đi tìm cho mình ở vài cái cơ hội ở tất cả các cái sân sàn tài chính và cũng đã bị mất tiền. Và cũng là cùng đồng thời những năm đó, năm 2013 23 là em Tuấn là cũng đã qua các tất cả các cái sân sàn rồi, cũng tìm hiểu cả công nghệ của mình, cũng đã theo dõi công nghệ của mình rồi, cũng biết là nó rất là tốt và nhân văn. Đấy. Cũng cái công nghệ này thì em cũng đã biết được là giải quyết được ba cái quốc nạn là do ngành giao thông để lại hậu quả. Là một là tắc đường, hai là ô nhiễm môi trường, ba là tai nạn giao thông. Đấy thì em thì nhận thấy cái cơ hội này nó cũng rất chi là tuyệt vời và nhân văn, khi mà em cũng đã tìm hiểu về vài cái video, tất cả các video về ngài chủ tịch, thì em cũng nhận ra đây là một cái cơ hội nó rất chi là tốt và tuyệt vời. Thì là khi mà em rơi vào cái môi trường này thì em được học hỏi cũng rất là nhiều, được các bạn đi trước hỗ trợ và đã chia sẻ cho em biết thêm nhiều thông tin và được phát triển về bản thân nhiều hơn. Thì qua cái buổi Zoom này thì em cũng xin cảm ơn người chia sẻ cơ hội cho em là bạn Phạm Hiên, và chị là
tốt Phạm Hân thì cũng cho em nhiều kiến thức và cũng chia sẻ cho em toàn bộ những cái mà em chưa biết từ trước đến giờ. Đấy, thì em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị trong khóa học, trong ban tổ chức khóa học K05 cũng đã cho em nhiều kiến thức, cho em nhiều kinh nghiệm để em có thể là làm đối tác với cả công ty để nắm bắt được thông tin để chia sẻ cho mọi người, cũng muốn là lan tỏa giúp đỡ mọi người để biết được tới cái cơ hội này. Thì thôi thì em cũng có đôi lời như vậy, thì em xin phép em được xuống Zoom. Vâng ạ, mình học biết ơn Ok. Trần Văn Tấn rất là nhiều, biết ơn những cái chia sẻ vô cùng tuyệt vời của anh. Đấy, anh Tấn nhờ Hải Dương, em Hải Dương anh ạ. May mắn làm sao anh em mình cùng Hải Dương. Và mình học tin chắc rằng ở trong cái phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay thì có rất nhiều anh chị em mình đến từ rất nhiều tỉnh, nhiều miền khác nhau. Nhưng chúng ta đều chung một cái mục tiêu chung, đó là giúp doanh nghiệp của chúng ta phát triển nguồn vốn và đi đến cái thành công nhanh hơn. Và đặc biệt là ở trong cái khán phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay thì rất nhiều anh chị nhà mình đang mong muốn là cập nhật thêm những cái thông tin giá trị của doanh nghiệp. Bởi vì khi mà mọi người có thêm những cái thông tin giá trị của doanh nghiệp thì mọi người mới đồng hành được suốt những cái thời điểm từ 2016 đến bây giờ. Như anh Trần Văn Tuấn là đầu tư từ 2021 này và liên tục cập nhật thông tin và hiểu được rằng chỉ khi có thông tin thì chúng ta mới ra quyết định để sở hữu nhiều cổ phần hơn, và chỉ khi có thông tin thì anh Trần Văn Tuấn mới tự tin về cái cơ hội mình đang trao đi cho nhiều người khác ở ngoài kia. Và Minh Ngọc biết ơn anh Trần Văn Tuấn, biết ơn cả nhà mình, tất cả các anh chị nhà mình đang có mặt ở trong phòng Zoom của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Biết ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Và thông qua những cái phần chia sẻ của mọi người, Minh Ngọc thấy được rằng là những cái phần chia sẻ của mọi người vô cùng là giá trị, vô cùng là tuyệt vời và đều nhấn mạnh về cái tính nhân văn, cái tính giá trị của doanh nghiệp chúng ta. Đồng thời là những cái lý do tại sao mọi người lại lựa chọn để làm sao đồng hành cùng với doanh nghiệp chúng ta và lựa chọn sở hữu nhiều cổ phần thì tất cả đều đến từ những cái thông tin mà mọi người có được nhờ cái việc doanh nghiệp chúng ta phát triển, nhờ cái việc tập đoàn chúng ta luôn luôn đi lên và tiến bước về phía trước. Và hiểu được tầm quan trọng của cái việc chia sẻ những cái thành tựu trong tập đoàn UT thì ban tổ chức Tem Chiến lược đã tổ chức một cái buổi Zoom để tất cả các quý anh chị nhà mình có thêm những góc nhìn chìa khóa sâu hơn về những thành công to lớn của tập đoàn UT trong suốt thời gian qua. Trong buổi Zoom tối ngày hôm nay, Minh Ngọc cùng với tất cả các quý cô chú anh chị nhà mình sẽ cùng lắng nghe những phân tích của vị chủ giảng vô cùng tuyệt vời và hiểu một cách sâu sắc cái quá trình hình thành tập đoàn UST từ những cái thời điểm sơ khai đến những cái thời điểm đạt được thành công như bây giờ. Và ngoài ra, trong cái buổi Zoom tối ngày hôm nay, cả nhà mình sẽ được trang bị thêm những góc nhìn mới về tập đoàn Unikai, về những cái thành tựu mới nhất, về những cái động thái tích cực thúc đẩy sự thành công của công nghệ UST tại Hoa Kỳ. Cái thông tin tại Hoa Kỳ là một cái thông tin cực kỳ là đặc biệt. Và đây là cái thông tin nó cực kỳ là giá trị, và nếu như chúng ta biết tới về cái thông tin này càng sớm thì cái việc cổ phần chúng ta sở hữu sẽ được càng nhiều hơn, và khi mà cổ phần sở hữu nhiều chắc chắn là cả nhà mình ai cũng thịnh vượng, ai cũng ấm no và ai cũng sẽ hạnh phúc và thành công. Và khi mà mọi người hiểu ra được thêm như vậy thì mọi người sẽ có thêm những cái niềm tin về sự thành công của doanh nghiệp, sự thành công của tập đoàn, và nó không chỉ dừng lại ở mức 100% mà nó còn phải tăng lên đến mức 1000% cả nhà mình ạ. Đó. Và những cái thành tựu đó thì ngay bây giờ cả nhà mình sẽ được bật mí và tiết lộ, và chắc chắn rằng cái bí mật đó, những cái thành tựu như vậy thì không phải là em Minh Ngọc chia sẻ mà là một con người vô cùng tuyệt vời của chúng ta. Cả nhà mình biết cái con người đó là ai không ạ? Và ngay bây giờ Minh Ngọc xin phép là mời lên đây một vị chủ giảng vô cùng tuyệt vời của chúng ta, một cổ đông tâm huyết, một top expert hàng đầu trong cộng đồng của chúng ta. Nhắc đến anh là mọi người nhắc đến một hình mẫu của sự kiên trì với nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm ở trong lĩnh vực đầu tư, cùng với đó là bề dày lịch sử, cùng với đó là bề dày kiến thức và doanh nghiệp về doanh nghiệp UST vô cùng sâu sắc. Và về mọi khía cạnh thông tin, pháp lý hay nhà sáng lập thì anh đều nắm rõ ở trong lòng bàn tay. Với hơn 6 năm đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp, anh đã giúp cho hàng ngàn người ở ngoài kia nhận ra được cái giá trị nhân văn của doanh nghiệp, cũng như cái cơ hội giúp nhiều người trở nên giàu có, thành công, thoát khỏi cái đói, cái nghèo ở nhiều vùng quê khác nhau. Và đồng thời anh còn là một người thầy, một người hùng thầm lặng ở trong tổ chức, trong cộng đồng UST với sự cho đi, cống hiến, phụng sự vô điều kiện.
Và ngày hôm nay thì Minh Ngọc may mắn có cơ hội được đồng hành cùng với một con người vô cùng tuyệt vời như vậy. Cả nhà mình có hào hứng để đón chờ một con người tuyệt vời như vậy không ạ? Cả nhà mình có hào hứng không ạ? Cả nhà mình hào hứng thì có thể comment một con số. Cả nhà mình có thể comment số bao nhiêu nhỉ? Cả nhà mình có thể comment số 8 được không ạ? Cả nhà mình có thể comment số 8 để cho Minh Ngọc biết được rằng mọi người đang rất hào hứng với cái vị chủ giảng của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Rồi ạ. Minh Ngọc đã thấy rất nhiều số 8 rồi ạ. Và chắc hẳn rằng mọi người biết một con người đó rồi ạ. Và không để mọi người phải chờ lâu, Minh Ngọc xin phép là mời lên đây một cái vị chủ giảng vô cùng tuyệt vời của chúng ta. Và không quên mượn hai cánh tay của cả nhà mình để có thể chào đón vị chủ giảng của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và không ai khác, đó chính là Topic Bird Mạnh Tuấn của chúng ta. Xin cảm ơn MC Minh Ngọc. Cả nhà hãy dành cho Minh Ngọc một tràng pháo hoa thật lớn, một dãy số 99 thật là dài để cảm ơn MC của chúng ta được không ạ? MC Minh Ngọc là một trong những thành viên của tổ chức team chiến lược, đồng thời cũng là một cổ đông rất là tâm huyết. Bạn là một trong những người mà có cái tinh thần làm việc cũng như là cái tốc độ phát triển cực kỳ nhanh. Mặc dù đang là một sinh viên, tuy nhiên rằng là trong vòng 2 năm vừa qua, bạn Minh Ngọc vừa học tập, vừa theo kiến thức ở nhà trường. Tuy nhiên, bạn đã dành cái thời gian quý giá của mình còn lại trong cái giờ đi học, ngoài giờ đi học để tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển đồng hành cùng với tập đoàn UST của chúng ta. Đây là một điều mà không phải sinh viên nào cũng làm được các anh chị ạ. Và cả nhà hãy dành cho Minh Ngọc của chúng ta một dãy số 99 thật là dài để cảm ơn Minh Ngọc, và chúc cho Minh Ngọc sẽ hoàn thành được cái mục tiêu về cổ phần cũng như là mục tiêu về cấp bậc của mình trong cùng với quỹ SFLC, và đặc biệt là đồng hành cùng với tập đoàn UST của chúng ta là cái cánh tay nối dài cùng với Ngài Chủ tịch để giúp Ngài Chủ tịch hoàn thành được cái sứ mệnh của mình được không ạ? Xin cảm ơn Minh Ngọc rất là nhiều. Xin chào cả nhà, xin chào tất cả anh chị em, các cô chú đã có mặt trong cái buổi Zoom tối ngày hôm nay. Minh Ngọc nghe tiếng anh nói rõ không? Dạ, em nghe rất rõ anh ạ. Rồi, Tuấn xin phép được chia sẻ màn hình một chút nhé. Lời đầu tiên thì cho phép em Tuấn được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đã có mặt trong cái buổi Zoom tối thứ bảy ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày buổi tối thứ bảy, trong khi mọi người ở ngoài kia đang có rất là nhiều cuộc vui, có thể là liên hoan hoặc là dẫn người nhà của mình, con cái của mình đi chơi đâu đó, thì đã có gần 400 anh chị em, cô chú lại có mặt ở đây để chúng ta cùng tìm hiểu, chúng ta cùng nghiên cứu và nắm bắt về thông tin về tập đoàn UST. Và đây là một điều mà vô cùng là tuyệt vời, và các anh chị xứng đáng là những tỷ phú trong tương lai các anh chị ạ. Đó. Và trước khi vào chương trình Zoom thì em Tuấn cũng xin phép được giới thiệu một chút về bản thân. Họ tên đầy đủ của em Tuấn là Nguyễn Mạnh Tuấn. Em Tuấn sinh năm 1983, hiện đang công tác và làm việc tại thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Cơ duyên mà em Tuấn biết đến cơ hội đầu tư cổ phần UST đó là vào năm 2018. Tại thời điểm đó, khi em Tuấn đang làm tư vấn viên bất động sản ở tại thị trường Long Biên, đồng thời đang là thời điểm đó đang là đào tạo một cái hệ thống bán hàng online về sản phẩm. Tuy nhiên là trong cái hệ thống đào tạo đó thì có một người em ấy chia sẻ cái cơ hội đầu tư cổ phần UST cho Tuấn. Thì ban đầu thì bản thân Tuấn cũng đón nhận, nhưng mà cũng có hai cái tâm niệm là: một là vì lẻ người em đó mà Tuấn đầu tư. Cái thứ hai là cũng tâm niệm một điều rằng là đây có thể là một cơ hội đầu tư. Nếu được thì tốt, còn nếu không được thì coi đó như là một cái bài học cho riêng mình. Tuy nhiên rằng khoảng một tháng sau thì em Tuấn thấy rằng là rất rất nhiều những cái hình ảnh, những video con tàu UDK xuất hiện ở trên trang mạng Zalo và Facebook, và cả có YouTuber của rất nhiều người nữa. Và em Tuấn sực nhớ ra rằng là giật mình rằng là không hiểu rằng là cái công nghệ này nó có thật hay không, hoặc là nó có thể phát triển được hay không, mà sao lại xuất hiện nhiều như vậy. Và bản thân em Tuấn lúc đó thì cho phép mình tìm hiểu nghiêm túc về cái công nghệ này. Và sau khoảng hơn một tháng tìm hiểu, từ tháng 9 cho đến tháng 10 của 2018,
thì em Tuấn cảm thấy rằng là đây đúng là một cái công nghệ giao thông tiên tiến và nó có thể thay thế toàn bộ cái ngành giao thông đang lỗi thời, không những ở Việt Nam mà còn rất rất nhiều nước trên toàn thế giới. Và ngay lập tức em Tuấn cho phép mình ngưng toàn bộ cái công việc hiện tại ở tại điểm đó, đó là tư vấn viên bất động sản, đào tạo hệ thống online, và em Tuấn tập trung toàn bộ thời gian, nguồn lực và trí tuệ của mình vào tìm hiểu về cổ phần, cổ phiếu doanh nghiệp và đặc biệt là tập đoàn cái thông tin về tập đoàn UST. Và ngay lập tức thì em Tuấn đã cho phép mình là đối tác của quỹ SNFC, là cánh tay nối dài cùng với ngài chủ tịch để gom những cái đồng vốn từ những cá nhân nhỏ lẻ để góp vốn cùng với ngài chủ tịch chung tay xây dựng giải cứu một hành tinh. Và trong suốt 6 năm qua, từ 2018 cho đến nay, thì bản thân em Tuấn cùng với lại đội ngũ anh chị em team của mình và đặc biệt cùng với team chiến lược đã chia sẻ lan tỏa cái giá trị tuyệt vời này đến với cộng đồng. Và liên tục trong 6 năm qua thì em Tuấn cũng đã tích cóp cái số cổ lượng cổ phần cho đại gia đình mình khoảng gần 5 triệu cổ phần. Mặc dù số cổ phần này so với nhiều anh chị em vẫn chưa được nhiều, nhưng thực sự đây là một cái khối tài sản rất lớn trong vòng một vài năm nữa khi công ty đưa cổ phần lên sàn. Và trong suốt 6 năm qua thì em Tuấn cũng giúp đỡ được hàng ngàn người ở bên dưới trong đội nhóm của mình có cơ hội nắm giữ cổ phần và lan tỏa cái giá trị này. Và đặc biệt nữa là vào ngày 27 tháng 1 vừa qua thì em Tuấn cũng đạt được cái cấp bậc Top Expert. Đây là một trong những cấp bậc rất là quan trọng và rất là danh giá trong quỹ SSOC, và đây là một trong những cấp bậc mà có tầm ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng Urukai, không những ở Việt Nam mà còn Urukai của toàn cầu. Và đây, để đạt được cái thành quả đó thì em Tuấn phải biết ơn đến người bảo trợ của mình rất là nhiều, đó là Top Expert Nguyễn Thị Ngọc Hương ở Sài Gòn. Và ngày hôm nay Tuấn xin phép mượn các cánh tay của các anh chị và nhờ các anh chị comment một tràng số 86 để cảm ơn, thay lời cảm ơn tới người bảo trợ tuyệt vời của Tuấn, đó là Top Expert Nguyễn Ngọc Hương. Đồng thời cũng cảm ơn tới ban cố vấn Sky Vương Triệu Vĩ, Sky Trần Diễm Quỳnh cùng với nhà điều hành em Mai Viết Anh. Đây là những lãnh đạo trong tổ chức team chiến lược cùng với các top expert trong team chiến lược đã luôn luôn động viên và hỗ trợ Tuấn trong suốt thời gian qua để Tuấn hoàn thành được cái mục tiêu về cấp bậc, mục tiêu về cổ phần của mình, và để Tuấn có thêm cái niềm tin, có thêm cái tự tin để lan tỏa cái giá trị này tới tất cả cộng đồng. Và một lần nữa, ở nhờ các cánh tay của anh chị hãy comment cho Tuấn một trang số 7 để cảm ơn tổ chức team chiến lược được không ạ? Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và ngày hôm nay Tuấn rất là vui mừng khi được ban tổ chức của team chiến lược giao phó cái nhiệm vụ đó là người chia sẻ cùng với tất cả các anh chị về những giá trị của tập đoàn UDK trong suốt thời gian qua. Và ngày hôm nay thì nội dung của Tuấn chia sẻ thì sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là những cái thông tin, những cái quá trình lịch sử phát triển của tập đoàn UDK. Phần thứ hai là những cái thông tin mới nhất trong tuần vừa qua mà tập đoàn UDK của chúng ta đã và đang làm được ở bên bên ngoài, đúng không ạ? Và bao nhiêu các anh chị trong số tất cả các anh chị trong phòng Zoom ngày hôm nay đã biết được cái lịch sử phát triển của tập đoàn thì comment một tràng số 8 cho Tuấn được làm quen được không ạ? Bao nhiêu anh chị đã tìm hiểu sâu về cái lịch sử phát triển của tập đoàn UDK của chúng ta? Và các anh chị có mong muốn rằng là ngày hôm nay anh chị được hiểu thêm về cái lịch sử phát triển lớn mạnh của tập đoàn mình không ạ? Nếu các anh chị mong muốn thì các anh chị hãy comment từ sẵn sàng để Tuấn bắt đầu vào cái nội dung của ngày hôm nay được không anh chị? Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và buổi tối ngày hôm nay thì Tuấn thấy rằng là rất nhiều các anh chị cũng đã biết đến Tuấn. Tuy nhiên thì có nhiều anh chị thì chưa biết đến. Thì em Tuấn cũng xin phép được xưng hô là Tuấn và được gọi quý cô chú anh chị là anh chị được không anh chị? Và em Tuấn được xin phép được bắt đầu vào cái buổi chia sẻ của mình ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay thì em Tuấn cũng sẽ cùng với tất cả các anh chị chúng ta cùng sơ lược lại cái lịch sử phát triển của tập đoàn và những cái thành tựu của tập đoàn đạt được trong 9 năm qua để giúp các anh chị nắm rõ hơn, hiểu rõ hơn về cái tập đoàn của mình, đồng thời có thêm được cái niềm tin, thêm được cái khát khao, mong muốn
được góp vốn cùng với tập đoàn và mong muốn đưa cùng với ngài chủ tịch đưa cái công nghệ này ra toàn cầu được không anh chị? Và bắt đầu từ năm 2010 2015 vào tháng 6 của 2015 thì tập đoàn Unica của chúng ta đã được phép thực hiện xây dựng một cái trung tâm trải nghiệm công nghệ ở tại Ecotech Lâu Bắc ở tại thành phố Min của Benelux anh chị ạ. Và như anh chị nhìn thấy trên màn hình ở bên tay trái đây ạ, trước khi xây dựng cái trung tâm công nghệ Ecotech Lâu này thì tập đoàn Unica của chúng ta tiếp nhận nơi đây nó là một cái bãi thử xe tăng anh chị ạ. Và ở cái bãi thử thử xe tăng này thì không có một cái cây cối hay là sinh vật nào có thể phát triển được, do là cái chất hóa học cộng với lại dầu mỡ từ cái chất thải của xe tăng, của cái chiến trường xe tăng từ thời Liên Xô để lại, và nó sẽ làm cho cái nơi đây trở thành cái vùng đất chết. Tuy nhiên với cái tầm nhìn cũng như là kiến thức và kinh nghiệm và những cái gì mà chủ tịch Anatoly Zhivinsky đã làm và đã nghiên cứu và sẽ phát triển, thì ngài mong muốn biến nơi đây trở thành một cái trung tâm công nghệ đổi mới của công nghệ của UNICA. Và bắt đầu vào tháng 6 của năm 2015 thì chính thức tập đoàn được tiếp nhận cái khu đất này. Và cho đến tháng 10 của 2015 thì chính thức chủ tịch đã cắt băng lễ khởi công xây dựng dự án UNICA. Và trong liên tục từ thời điểm đó bắt đầu hình thành nên một cái trung tâm công nghệ đổi mới các anh chị ạ. Đó. Và cho đến tháng 11 của 2015 thì cái nhà ga đầu tiên được thi công theo cái kết cấu liên kết hợp với cái trạm vận chuyển của UST, và bắt đầu từ đây một cái hành trình mới bắt đầu cho dự án UK không những ở Belarus mà còn ở trên toàn cầu các anh chị ạ. Và đến tháng 2 của 2016, tức là chỉ vài tháng sau, thì toàn bộ cái tháp đỡ của cầu trục đường dây kiểu nhà giàn đầu tiên thì đã được lắp đặt và xây dựng xong cái nhà ga này. Và cho đến tháng 6 của 2016 thì cái tháp đỡ cho cái tuyến đường thứ hai lại bắt đầu được hình thành và được xây dựng. Và bắt đầu từ chính những cái đường thử thứ hai này là bắt đầu đưa vào những cái con tàu đầu tiên, đó là vào tháng 6, cũng trong tháng 6 của 2016 thì lần đầu tiên cái mẫu tàu đầu tiên các anh chị ạ, cái mẫu tàu đầu tiên đã được công ty khắc họa lên và bắt đầu đưa ra sản xuất và bắt đầu đưa vào thử nghiệm ở trên đường dây. Và cho đến tháng 8 của 2016 thì cái đường dây bán đứng bán dẫn thanh đúc cứng là đã được bắt đầu được căng và bắt đầu được bắn tên re để xây dựng, nó tạo thành một cái đường thử thẳng và bắt đầu đưa những con tàu vào để thử nghiệm. Và đến tháng 9 của 2016 thì chính thức bắt đầu trình diễn cái mô hình vận tải đầu tiên ở tại Innochan 2016 ở Berlin. Và như anh chị nhìn thấy trên màn hình, đây là mẫu tàu thế hệ đầu tiên với hai chỗ ngồi và bốn chỗ ngồi. Và lần đầu tiên cái mẫu tàu này được đi trưng bày ở cái hội nghị triển lãm Innochan ở Berlin năm 2016. Và bắt đầu từ đây hàng loạt các cái triển lãm quốc tế với công nghệ UNICA bắt đầu được hình thành từ bắt đầu từ đây. Và đến tháng 10 của 2016 thì bắt đầu lắp đặt cái dàn cầu vượt dây đầu tiên kiểu mẫu đầu tiên tại Ecotec. Như các anh chị biết rằng là cái dàn cầu vượt dây dẫn này này thì nó có thể là gì ạ? Chạy được cả con tàu bên trên và nó có thể chạy được cả cái con tàu ở bên bên dưới nữa. Và nó có thể là sử dụng được cả hai con tàu, một bên trên và một bên dưới các anh chị ạ. Đó. Và cho đến tháng 11 của 2016 thì cái buổi chạy thử nghiệm đầu tiên của mẫu tàu 4 chỗ ngồi là U Ubay tại Ecotec Novak được hình thành. Và đây là
cái buổi đánh dấu một cái bước ngoặt cho quá trình phát triển của công nghệ u nước cai của chúng ta. Và đây là lần đầu tiên cộng đồng người dân trên toàn cầu đã biết đến cái công nghệ này, và thông qua nó thì bắt đầu từ đây Chủ tịch Anatoly Zhivinsky của chúng ta đã đưa cái công nghệ này tiến xa hơn so với các nước trên toàn cầu. Và vào tháng 12 năm 2016, chính hai chủ tịch Anatoly Zhivinsky đã trình bày cái công nghệ này với chủ tịch đoàn chủ tịch Viện Khoa học Hàn lâm Quốc gia Belarus. À, đấy anh chị biết không ạ? Chủ tịch đoàn chủ tịch Viện Hàn lâm Công nghệ Quốc gia Belarus đã đến thăm và nghiên cứu cái công nghệ này. Đây là điều rất là tuyệt vời các anh chị ạ. Chứng tỏ rằng cái công nghệ UNICA của chúng ta ngay từ cái thời điểm đầu nó đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lãnh đạo của các quốc gia, và đặc biệt đó là chính từ chính phủ Belarus. Và đến tháng 2 năm 2017 thì tập đoàn của chúng ta được nhận một cái bằng chứng nhận, cái giấy chứng nhận trong khuôn khổ hợp dự án tổ hợp hạ tầng và giao thông, và đây là cái giấy chứng nhận tiêu chuẩn đầu tiên của cái công nghệ UNICA này ở trên cái khu thử nghiệm trung tâm của niệm thử nghiệm Ecotec Lô Bắc anh chị ạ. Đây là một điều rất là tuyệt vời, và bắt đầu từ đây chính thức cái con tàu Ubay của chúng ta chính thức được phép chở người kiểm nghiệm ở trên cái con trên cái khu vực cùng trung tâm trải nghiệm Ecotec Lô Bắc. Và tháng 3 2017 thì công ty của chúng ta đã mua lại một cái khu đất để xây dựng lên một cái cơ sở phát triển cũng như là để sản xuất những cái linh kiện, sản xuất những cái mẫu tàu đầu tiên. Và các anh chị biết rằng là từ những năm 2017 khi khi bản thân Tuấn thời điểm đó chưa biết đến tập đoàn UNICA thì công ty cũng đã huy động vốn từ 2014, và những nhà đầu tư góp vốn cùng với tập đoàn tại thời điểm đó đã góp vốn cùng với ngài chủ tịch để xây dựng nên những cái cơ sở vật chất như thế này. Và những cái cơ sở vật chất này là những cái tài sản của không những của chủ tịch, không những của công ty, mà là tài sản của những cổ đông Ulica của chúng ta đó các anh chị ạ. Đây là điều tuyệt vời, rất là tuyệt vời các anh chị. Các anh chị cảm thấy đây là Dạ vâng ạ. Có lẽ là do bên mẹ bên tốt mẹ Tuấn khả năng có trục trặc cả nhà mình ạ. Cả nhà mình có thể dành ít phút để có thể chờ tốt mẹ Tuấn của chúng ta tham gia. Vâng ạ. Xin biết cả nhà mình ạ. Có lẽ là bởi vì hiện tại là ở khu vực Bắc Giang hoặc là ở trên Hà Nội đang có hiện tượng là mưa và có sấm chớp. Cái đường truyền nó không ổn định, thì rất là mong muốn là được cả nhà mình thông cảm cho những cái sự cố về kỹ thuật như vậy. Biết ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Và trong cái lúc chúng ta chờ đợi tốt bất mạnh tuấn của chúng ta quay lại với cái buổi Zoom trong buổi tối ngày hôm nay, rằng vâng ạ, Minh Ngọc đã thấy anh chia sẻ lại rồi ạ. cảm ơn Minh Ngọc rất là nhiều. Thực sự rằng là buổi tối ngày hôm nay thì ở khu vực miền Bắc đang có sấm mưa rất là nhiều các anh chị ạ, và mỗi một lần chớp mưa chớp lớn ấy, sấm lớn sét lớn thì cái nguồn điện nó lại bị sập các anh chị ạ. Đấy thì cũng rất là mong các anh chị chúng ta thông cảm cho bản thân em Tuấn nhé, vì đây là một cái tác động bên ngoài không hề mong muốn đúng không ạ. Xin phép em Tuấn được tiếp tục cái chia sẻ của mình. Các anh chị nhìn thấy rõ màn hình của em Tuấn chưa? Dạ, nhìn rất rõ anh ạ. Đó, thì đến tháng 5 của 2017 thì cái mẫu tàu Ubay đầu tiên của tập đoàn UNICA là đã chính thức đạt được cái tốc độ ngoài mong muốn các anh chị ạ. Nó vượt đến cái tốc độ là 108 km trên một giờ. Và đây là điều mà rất rất nhiều người trên thế giới, rất nhiều người dân ở tại thời điểm đó không tin được rằng là làm sao đấy lại có một cái công nghệ giao thông mà nó chạy trên cái đường ray nhỏ như vậy mà nó lại đạt được cái tốc độ trên 100 km trên một giờ. Đây là điều rất là tuyệt vời, và bắt đầu chính thức từ đây rất rất nhiều các cái truyền thông trên thế giới đã bắt đầu đổ xô về cái công nghệ UNICA của chúng ta. Và đến tháng 6
đến tháng 6 của 2017 thì tập đoàn UNICA của chúng ta lại tiếp tục nhận được cái chứng chỉ đầu tiên về hệ thống quản lý chất lượng. Đó là dành cho cái mẫu tàu Ubay 2 vào đến 4 chỗ ngồi. Đây là điều mà đánh dấu một cái bước ngoặt lớn của tập đoàn. Và cho đến tiếp tục đến tháng 7 của 2017 thì công ty của chúng ta lại bắt đầu trình diễn một cái mẫu tàu chở hàng đầu tiên, đó là mẫu tàu U chắc. Đây cái như trên màn hình các anh chị nhìn thấy ạ. Tập đoàn của chúng ta phát triển không những là phát triển về mẫu tàu chở người mà chúng ta còn phát triển cái mẫu tàu chở được hàng hóa, đúng không ạ? Và đây là cái mẫu tàu chở hàng hóa đầu tiên của tập đoàn của chúng ta, và nó sẽ áp dụng cho những khu công nghiệp, cho những khu khai thác khoáng sản các anh chị ạ. Đó. Và đến tháng 7, cũng trong tháng 7 của 2017 thì tập đoàn của chúng ta nhận được một cái giải thưởng quốc tế, đó gì ạ? Cỗ xe vàng. Các anh chị biết không ạ? Ở trong khi mà chúng ta là một cái tập đoàn non trẻ mới thành lập được có 2 năm, nhưng mà chúng ta lại nhận được một cái giải thưởng quốc tế lớn nhất về gì ạ? Về giao thông. Đó là giải thưởng về gì ạ? Cỗ xe vàng. Và đây nó đánh dấu một cái bước ngoặt rất lớn. Đây không những tập đoàn của chúng ta đang đi đúng hướng mà lại còn mang lại cho xã hội một cái sản phẩm, một cái mẫu giao thông thế hệ tiên tiến nhất trên toàn cầu, đúng không ạ? Đây là điều vô cùng là tuyệt vời. Và cho đến tháng 12 năm 2017 thì tập đoàn đã ký thỏa thuận hợp tác với Đại học Giao thông Vận tải của Nga. Các anh chị biết được rằng là tại sao chủ tịch tập đoàn lại đi ký những cái hợp đồng hợp tác với những cái trường đại học, với những cái tập đoàn, với tổ chức lớn không ạ? Các chị biết rằng là để phát triển được cái ngành giao thông thì nó yêu cầu đến một cái hệ, cái đội ngũ, một cái đội ngũ kỹ sư, một cái đội ngũ cán bộ công nhân viên phải giỏi, rất là giỏi. Và ngay từ cái thời điểm đó thì chủ tịch Anatoly Zhivnovsky đã có một tầm nhìn rất lớn và đã có những cái bước đi rất là lớn. Đó là gì ạ? Đã hợp tác với những cái trường đại học về giao thông, về công nghệ lớn trên toàn cầu, trong đó có Nga, có Belarus, để sẵn sàng gì ạ? Thu nhận, sẵn sàng đón nhận và đào tạo cái đội ngũ nhân viên để làm sao để đáp ứng được cho cái nhu cầu phát triển của mình trong nhiều năm tiếp tiếp theo. Và cũng trong tháng 12 của 2017 thì tập đoàn UNICA đã tham gia một cái triển lãm giao thông và đã chào đón người đứng đầu của nhà nước Nga, đó là Thủ tướng Nga Medvedev đến thăm tham quan cái triển lãm này. Và đây là một cái triển lãm mà nó đánh dấu một cái bước ngoặt rất lớn trong cái ngành công nghiệp, trong cái ngành giao thông trên toàn cầu. Và cũng chính từ đây, bắt đầu từ cái triển lãm này thì nhà nước Nga bắt đầu quan tâm sâu sắc đến cái công nghệ Ulica của chúng ta. Đó, đây là một điều rất là hãnh diện, anh chị ạ. Và đến tháng 1 của 2018 thì tập đoàn bắt đầu xây dựng cái tổ hợp hạ tầng vận tải hàng hóa, vận chuyển hàng rời kết hợp với cái hàng vận chuyển hệ thống quan trắc và Uchan, tức là gì, vận chuyển hàng hóa ở hạng nhẹ và hạng nặng. Đó thì công công việc này đang được triển khai, nó đã triển khai ở cái công viên Ecotechnopark từ 2018. Và cho đến tháng 4 của 2018 thì tập đoàn của chúng ta đã nhận được một cái bằng danh dự cho thành tích xuất sắc nhất trong cái ngành xây dựng tại Cộng hòa Belarus. Các chị biết rằng là có rất nhiều các tập đoàn xây dựng có tuổi thọ hàng trăm năm, có cái tuổi đời hàng trăm năm, và rất nhiều các tập đoàn lớn, trong đó có những tập đoàn mà đã xây dựng năm 2018 họ đã xây dựng được những cái tuyến đường cao tốc với cái tốc độ rất là lớn rồi. Tuy nhiên rằng với một cái tập đoàn non trẻ được 4 năm như tập đoàn UNICA thì lại nhận được cái một cái giải thưởng rất là lớn ở trong cái lĩnh vực giao thông, và bắt đầu được đánh giá là những cái tập đoàn là đánh giá là một trong những tập đoàn có cái sự phát triển nhanh nhất ở trong ở thời điểm đó. Và đến tháng 6 của 2018 thì cái mẫu tàu U-Boat mới đầu tiên được chạy thử nghiệm ở Ecotechnopark. Đến thời điểm này, ngay tại thời điểm này khi đi Tuấn, bản thân Tuấn cũng nhiều rất nhiều anh chị em cổ đông UNICA đi chia sẻ với khách hàng, chia sẻ rằng có cái mẫu tàu Carat chở 25 chỗ ngồi, thì mọi người là nghĩ rằng là gì ạ? Chở 20, chở 10 người, 12 người, 24 người, 25 người thì nó cũng giống như cái xe buýt bình thường thôi, đúng không ạ? Và nó có liệu là nó có cạnh tranh nổi với lại các hãng giao thông bình thường không, giao thông truyền thống hoặc là những hãng giao thông khác hay không, trong khi đó rất nhiều các tàu
cao tốc họ chở đến hàng trăm người, đúng không ạ? Thì các anh chị có biết rằng là ngay từ tháng 6 của 2018 thì cái mẫu tàu chở người đến 48 chỗ ngồi đã được vận hành thử nghiệm ở tại Ecotechnopark tại Benelux rồi các anh chị ạ. Đó, thì về tháng tháng 6 thì ra mắt cái mẫu tàu chở 48 chỗ ngồi, và đến tháng 7 của 2018 thì cái đường trên cái đường ray số 4 này đó, thì đã bắt đầu là chạy kiểm nghiệm cái tốc độ cho cái mẫu tàu chở 48 chỗ ngồi rồi các anh chị ạ. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Nếu anh chị cảm thấy rằng đó là một điều tuyệt vời thì anh chị comment chữ tuyệt vời lên khung chat được không ạ? Đó. Các anh chị biết rằng là để có một cái mẫu tàu như thế này thì tập đoàn đã phải nghiên cứu nó từ rất là lâu, đúng không ạ? Và cho đến tháng 8 của 2018 thì đã ra mắt cái tổ hợp vận tải hàng hóa, và bắt đầu từ đây cái sản phẩm này, cái con tàu này của chúng ta đã liên tục được thử nghiệm vận hành nó ở tại Ecotechnopark ở thành phố Minsk của Belarus. Và cũng trong tháng 8 này thì tiếp tục công ty lại tiếp tục thi công một cái đường một tuyến đường vận tải hạng nhẹ ở dây dây ván dây cáp nhẹ nữa, và chính cái vận tải này nó đã giúp cho cái khu trung tâm công nghệ ở Ecotechnopark có thêm được một cái công nghệ, và sau này nó đã trở thành một cái dự án khai thác thương mại đầu tiên các anh chị ạ. Đó, rất là tuyệt vời. Và cho đến tháng 11 của 2018 thì khởi công xây dựng trung tâm công nghệ U-Sky ở tại Sharjah của UAE. Và cũng trong tháng 10, thực sự ra là đến tháng 10 của 2018, vào ngày mồng 2 tháng 10 của 2018 thì em Tuấn chính thức sau một tháng nghiên cứu tìm hiểu về tập đoàn UK, thì ngày mồng 2 tháng 10 của 2018 thì em Tuấn chính thức lập tài khoản, ký kết cái hợp đồng chuyển đổi và chính thức trở thành nhà đầu tư của tập đoàn UK các anh chị ạ. Các anh chị hãy comment ở trang số 7 để chúc mừng em Tuấn được không ạ? Vào ngày mồng 2 tháng 10 năm 2018. Và sau đó là tháng 11 của 2018 thì tập đoàn UNOCAI của chúng ta đã khởi công xây dựng cái trung tâm thương mại USKY tại Sharjah của UAE. Cho đến tháng 1, tiếp theo đến tháng 1 của 2019, trung tâm ở tập đoàn UNOCAI đã mở rộng cái khu sản xuất của mình bằng cách là mở xây dựng thêm một cái nhà xưởng, và cái nhà xưởng này sau này đã trở thành một cái nhà xưởng, một cái phân xưởng sản xuất những cái mẫu tàu đầu tiên của tập đoàn UNOCAI của chúng ta. Đó, các anh chị thấy rằng là một cái tiến trình phát triển 4 năm từ 2014, 2015 cho đến 2019, chúng ta mới đi được một nửa tiến trình, nhưng chúng ta đã thấy rằng là rất rất nhiều cái thành quả, rất rất nhiều các cái thành tựu của tập đoàn của chúng ta, đúng không ạ? Đó, tiếp theo nữa là đến tháng 1 của 2019 thì những cái tuyến đường chạy thử nghiệm đầu tiên cho mẫu tàu 2 chỗ ngồi của cái đường siêu nhẹ bắt đầu được vận hành tại nơi đây. Đó, và cho đến tháng 2 của 2019 thì tập đoàn UNOCAI của chúng ta đã bắt đầu ra mắt cái mẫu tàu tại Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất là UAE, và cái người mà được giới thiệu ở đây không ai khác đó là thủ tướng của phó tổng thống của UAE kiêm gì ạ? Kiêm là quốc vương của Dubai, và ông chính là một trong những người đầu tiên mà đã ngồi lên cái con tàu mẫu tàu này, và nó cũng là một trong những người mà đã phê duyệt ký kết cái dự án xây dựng tàu UDCai của chúng ta. Đó. Và đến tháng 4 của 2019 thì chính ông đã là người mà công bố xây dựng cái dự án UDCai đầu tiên ở UAE và đầu tiên ở Dubai, và bắt đầu từ đây nó đánh dấu một cái cột mốc son của tập đoàn UDCai là đã chính thức có những cái nhà đầu tư, chính thức có những cái người chính thức có những cái đối tác đầu tiên ký kết và xây dựng những hợp đồng xây dựng dự án UDCai của chúng ta, và nó bắt đầu đi vào một cái chặng đường mới, một cái giai đoạn mới cho cái quá trình phát triển vượt bậc của tập đoàn. Và không lâu sau đó chính là vào tháng 9 của 2019 thì cái nhà xưởng mà cách đó 8 tháng
mua đất xây dựng thì lại chính thức đi vào vận hành, và bắt đầu từ đây những cái con tàu mà đã được thiết kế, chủ tịch và đội ngũ kỹ sư thiết kế đưa vào sự sản xuất và nghiên cứu. Và một thông tin tuyệt vời nữa đó là vào tháng 10 của 2019, khi mà thống đốc Sara, tức là vị quốc vương của Sara, là một trong những người mà đã ngồi trên chính cái con tàu Ubert 4 chỗ ngồi nằm trong cái khuôn viên thử nghiệm công nghệ Sara. Và ngay sau đó thì vào tháng 11 của 2019 thì lần đầu tiên cái con tàu này đã được bắt đầu nắp lên cái đường ray, bắt đầu chạy thử ở trên cái đường ray ở tại trung tâm thử nghiệm công nghệ Sara ở UAE các chị ạ. Và ngay bắt đầu từ đây, hàng loạt các trang thông tin truyền thông trên thế giới bắt đầu đưa tin, đồng thời là những cái cuộc triển lãm công nghệ trên thế giới đã bắt đầu để ý đến cái công nghệ của chúng ta. Và ngay lập tức tại tháng 11 năm 2019 và tại cái triển lãm quốc tế 100 cộng diễn đàn tại Nga, và bắt đầu đưa cái công nghệ của UDK của chúng ta vào triển lãm. Và tại nơi đây thì bắt đầu có những cái nhà, những cái đối tác đầu tiên và có những cái đối tác tiềm năng bắt đầu để ý đến và bắt đầu vận hành, đưa mong muốn đưa cái con tàu này về đến đất nước của họ để bắt đầu xây dựng. Và tiếp theo đến tháng 1 của 2020 thì cái công nghệ UDK của chúng ta đã được tham gia cái hội nghị quốc tế, triển lãm quốc tế. Và ở cái triển lãm này thì tại ở UAE thì chính cái công nghệ của chúng ta đã được quốc vương của những vị hoàng thân của Sara và đã lên chia sẻ giới thiệu với cộng đồng các nhà đầu tư ở trên toàn cầu và những đối tác lớn ở trên toàn cầu các anh chị ạ. Và đến tiếp tục đến tháng 2 của 2020 và tập đoàn đã đưa vào cái nền tảng 3D đầu tiên đưa vào vận hành và quản lý trong cái quá trình phát triển của mình. Và cũng trong tháng 2 này thì cái phái đoàn Mông Cổ, và đây là cái phái đoàn lớn đầu tiên ngoài của UAE, đã đến thăm trung tâm trải nghiệm công nghệ và bắt đầu nghiên cứu đưa cái công nghệ của chúng ta vào cái quá trình phát triển công nghệ giao thông của họ. Tiếp theo đến tháng 5 của 2020 thì công nghệ UK lại bắt đầu được trình chiếu ở 25 kênh truyền hình của Ả Rập. Và bắt đầu từ đây, chính những năm 2019-2020 khi mà dịch COVID diễn ra rất là nặng nề, tất cả các hoạt động của tập đoàn bị ngưng trệ, thì lại chính tại thời điểm này tập đoàn của chúng ta lại bắt đầu lại đi vào bước vào một cái giai đoạn mới, bước vào một cái giai đoạn nghiên cứu phát triển công nghệ, và đồng thời lại được rất nhiều các cái tập đoàn, rất nhiều các cái hãng truyền thông thế giới bắt đầu để ý đến. Và một trong số đó đó chính là gì ạ? Một trong số đó đó là vào tháng 7 năm 2020 thì một cỗ máy cải tiến đầu tiên trong cái quá trình phát triển đó đó là cái cỗ máy được dùng để kiểm tra độ bền của vật liệu, kết nối vật liệu đưa vào được thử nghiệm. Và đồng thời trong gần 2 năm COVID diễn ra như vậy thì tập đoàn của chúng ta đã nghiên cứu ra được cái công nghệ mà nó phát triển, mà theo lời chủ tịch có nói rằng là chúng ta chậm mất 2 năm, tuy nhiên công nghệ của chúng ta lại tiến xa được 10 năm các anh chị ạ. Đó gì ạ? Đó là cái công nghệ mà chủ tịch cùng với đội ngũ kỹ sư nghiên cứu những cái công nghệ tiên tiến mà có thể giúp cho cái sản phẩm của chúng ta có tuổi thọ tốt hơn, có độ bền tốt hơn các anh chị ạ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và đến tháng 8 của 2020 thì công ty của chúng ta bắt đầu mua lại một cái tòa nhà để làm văn phòng và cung cấp cái tiện nghi cũng như là cái không gian làm việc cho hơn 700 kỹ sư tiên tiến, kỹ sư có cái tay nghề, có cái trình độ cao làm việc ở tại nơi đây. Và như anh chị biết rằng là tất cả những tài sản này đều là gì ạ? Dùng tập đoàn dùng đến bằng cái nguồn vốn của tập đoàn cùng với cái nguồn tiền mà tập đoàn huy động vốn được của các cổ đông, chúng ta đã dùng đến nó để gì ạ? Để sắm sửa những cái cơ sở vật chất, trang bị những cơ sở vật chất và những phát triển những cái con tàu. Và đây là cái điều mà chúng ta rất là tuyệt vời.
những đồng tiền nhỏ lẻ của chúng ta góp vốn cùng với chủ tịch đã được chủ tịch gì ạ, tích cóp lại sử dụng nó đúng mục đích, đúng cái nhu cầu để làm tăng thêm cái hiệu quả làm việc cho cái đội ngũ kỹ sư và cho toàn bộ cái tập đoàn của chúng ta. Và tiếp tục cho đến tháng 9 của 2020, buổi ra mắt thiết kế dựa trên cái công nghệ gọi là cái mẫu vận tải hàng hóa, và đây là cái mẫu vận tải dành cho container các anh chị ạ. Và đây là cái buổi trình diễn đầu tiên với cái công nghệ này. Đó. Tiếp theo nữa là đến tháng 12 của 2020 thì tập đoàn của chúng ta bắt đầu gì ạ? Đã xây dựng cái đường thử, cái đường ray, và cái đường ray này là bắt đầu thử nghiệm cái con tàu Uber 4 chỗ ngồi, và đến tháng 1 của 2021 thì bắt đầu đưa cái con tàu này vào chạy thử nghiệm. Và ngay sau đó thì đến tháng 1, cũng trong tháng 1 của 2021 này thì các bộ trưởng chính phủ của UAE cùng với lại các cái doanh nghiệp lớn của Ả Rập Xê Út đã đến thăm cái trung tâm công nghệ này, và họ đã đến nghiên cứu ngồi trên cái con tàu này để bắt đầu gì ạ, đưa nó về với các cái quốc gia của họ. Đây là một điều mà không phải những cổ đông của Ulikai Việt Nam mà cổ đông của toàn cầu rất là mong muốn và rất là hãnh diện về điều này. Và cũng chính trong cái tháng 3 của 2021 này thì cái công nghệ Ulikai của chúng ta bắt đầu lại làm việc với lại các phái đoàn chính phủ của các cái quốc gia ở vùng châu Âu các anh chị ạ. Đó, các anh chị biết rằng là đến thời điểm này khi mà công ty đã có những cái thành quả, có những thành tựu rồi thì không những ở châu Á, không những ở UAE mà các quốc gia ở châu Âu bắt đầu dòm ngó đến cái công nghệ của chúng ta, và họ đã đến làm việc và bắt đầu là đưa công nghệ đó về các quốc gia ở châu Âu. Và đến tháng 5 đạt được cái chứng nhận phù hợp với yêu cầu an toàn của tổ hợp giao thông và hạ tầng tại trung tâm thử nghiệm công nghệ USKY, và là cái giấy chứng nhận này được nhận từ cái chứng nhận tiêu chuẩn của một cái tập đoàn, chứng nhận tiêu chuẩn đó là TÜV. Đây là một cái tập đoàn chứng nhận tiêu chuẩn lớn nhất toàn cầu, là công ty có cái chứng nhận tiêu chuẩn khắt khe và lớn nhất toàn cầu các anh chị ạ. Và bắt đầu chính thức bắt đầu từ đây thì cái tổ hợp hạ tầng giao thông của chúng ta tại trung tâm thử nghiệm USKY tại Sana đã chính thức được vận chuyển người, vận chuyển thử nghiệm và vận chuyển người ở trên cái cung đường 400 mét tại Sana các anh chị ạ. Và cho đến tháng 9 của 2021 thì cái giấy chứng nhận tiêu chuẩn an toàn TÜV này được chính thức được chủ tịch tập đoàn Ulikai của chúng ta đã cầm trên tay, và trên màn hình các anh chị nhìn thấy ạ. Đây là gì ạ? Đây là một cái biểu tượng rất là tự hào của công ty. Bên cạnh chủ tịch là cán bộ cán bộ của trung tâm công nghệ, đồng thời cũng là thành viên của quốc gia của bên Sara đúng không ạ? Họ đã cấp cho chúng ta cái giấy chứng nhận, và họ đã cùng với tập chủ tịch tập đoàn đứng chứng nhận dơ cao cái biểu tượng này. Và chính thức từ đây cái công nghệ UDK của chúng ta bắt đầu đi vào một cái giai đoạn mới, đó là giai đoạn chính thức được thương mại ra toàn cầu các anh chị ạ. Và bắt đầu từ thời điểm này công nghệ của chúng ta lại được càng nhiều các quốc gia, càng nhiều các tập đoàn khác chú ý đến. Và đến tháng 10 của 2021 thì cái giải pháp giao thông của chúng ta đã được gì ạ? Được triển lãm ở tại triển lãm công nghệ Expo của 2020 ở tại UAE. Và đến tháng 11 của 2021 thì tập đoàn của chúng ta bắt đầu hoàn tất các cái thủ tục chuyển đổi cũng như là tái thiết lại cái thương hiệu của tập đoàn. Và như các anh chị biết là trước 2021 thì chúng ta vẫn còn gọi với cái tên là Skyway đúng không ạ? Và từ cuối năm 2021 trở lại đây thì cái tên Skyway là không được công ty sử dụng nữa, mà công ty đã sử dụng đúng với cái tên là Ulikai đúng không ạ? Ulikai theo đúng tên của ngài chủ tịch đúng không ạ? Cũng giống như hãng xe ô tô Ford các anh chị ạ. Sẵn hãng ô tô Ford đó là do ông có tên là ông Ford, ông nghiên cứu ra cái ô tô đó, và ông lấy luôn cái thương hiệu của mình, và cái công nghệ Ulikai của chúng ta cũng vậy.
và đến năm 2021 thì chúng ta đã tái thiết lại cái thương hiệu và bắt đầu gì ạ, làm mạnh cái thương hiệu của chúng ta và lấy cái tên đó là tên Unica theo đúng tên của chủ tịch, và đấy là cái nguồn gốc cái tên gọi của chúng ta, Unica của chúng ta các anh chị nhé. Tiếp theo nữa là đến tháng 12 năm 2021 thì bắt đầu cái công việc, khi mà chúng ta đã có cái giấy chứng nhận tiêu chuẩn rồi và đã có những hợp đồng ký kết, bắt đầu thì chúng ta bắt đầu vào cái giai đoạn là thương mại ra toàn cầu, và bắt đầu những cái dự án đầu tiên, những cái dự án thương mại đầu tiên được ký kết bắt đầu đi vào giai đoạn đầu tiên, đó là giai đoạn thiết kế, giai đoạn lên bản vẽ thiết kế. Và các anh chị biết rằng là mỗi một cái bản vẽ thiết kế nó giống một con tàu, một cái dự án ấy, nó giống như chúng ta đi xây nhà các anh chị ạ. Chúng ta đi xây nhà thì chúng ta cần phải có gì ạ? Có cái mẫu thiết kế đúng không ạ? Và tập đoàn của chúng ta cũng vậy. Mỗi một cái đơn vị xây dựng hoặc là quốc gia nào đó muốn xây dựng thì cần phải có một cái thiết kế cho cái dự án riêng đó, và cái bản thiết kế đầu tiên nó như vậy thì chúng ta đã thu về là 1 triệu đô trên một bản thiết kế đúng không ạ? Đây là một điều rất là tuyệt vời, và ngay từ năm 2021 là chúng ta đã bắt đầu đã có những dòng tiền, những nguồn thu từ dự án của chúng ta rồi. Tiếp theo nữa là đến tháng tháng 3 của 2022 thì cái triển lãm quốc tế Expo 2022 tại Berlin, chúng ta đã tham gia cái dự triển lãm này và liên tục bắt đầu từ 2022 hàng chục cái triển lãm quốc tế về công nghệ giao thông trên toàn cầu được giới thiệu, thì trong đó cái công nghệ của chúng ta được mang đi giới thiệu ở tất cả các cái triển lãm quốc tế như vậy. Cho đến tháng 5 của 2022 thì cái triển lãm quốc tế tiếp tục được triển lãm các anh chị ạ. Và đến tháng 5, cũng trong tháng 5 này thì UDK của chúng ta được chính thức công bố, được nhận một cái giấy chứng nhận, đó là gì ạ? Được công bố đó là một cái tổ chức khoa học. Các anh chị biết rằng này, ở tại thời điểm này, tại thời điểm đó về trước, chúng ta chỉ biết đến với một công ty xây dựng, một cái công ty thiết kế thôi, một công ty để nghiên cứu thôi. Nhưng tháng 5, từ tháng 5 của 2022 thì tập đoàn UDK của chúng ta không những là một cái công ty về xây dựng, về thiết kế, mà chúng ta còn được nhận là cái chứng nhận là một tổ chức khoa học. Các anh chị biết rằng là một tổ chức khoa học thì nó chứng tỏ điều gì ạ? Nó chứng tỏ rằng là tập đoàn của chúng ta không đơn giản là một công ty, không đơn giản chỉ là một cái công ty về sản xuất, về xây dựng, mà nó là một cái tổ chức về khoa học, trong đó bao gồm rất rất nhiều các con người có giá trị, đó là những nhà kỹ sư, đó là những người mà kỹ sư tài năng, và họ trong tổng số hơn 700 nhà kỹ sư đó thì chúng ta được đánh giá và được định giá là hơn 2 triệu đô các anh chị. Rất là lớn đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái điều mà không phải một công ty nào cũng có thể làm được. Không có một công ty nào làm được các anh chị ạ. Mà chỉ có diện có ưu lực cai của chúng ta làm được điều đó. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Các anh chị thấy tuyệt vời thì các anh comment chữ tuyệt vời ạ. Và cho đến tháng 6 của 2022 thì công ty của chúng ta lại tiếp tục tham gia một cái hội chợ triển lãm quốc tế khác nữa. Và liên tục trong suốt thời gian này thì chúng ta lại tham gia rất nhiều các cuộc triển lãm. Và đến tháng 6, cũng trong tháng 6 đó thì chúng ta lại tham gia cái hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Cực lần thứ 6 ở tại Moscow của Nga. Và các anh chị biết rằng là ở vùng Bắc Cực là cái vùng mà khí hậu nó lạnh và nó chỉ có gì ạ? Nó chỉ có băng tuyết thôi, thì không có một cái phương tiện nào có thể di chuyển ở bên trên đó được. Ngay cả tàu thuyền cũng không thể di chuyển được. Nên ở đấy là một cái vùng mà có rất là nhiều nguồn tài nguyên nhưng mà không thể nào làm được các con đường, không thể làm thể nào làm được những cái đường giao thông mà đi đến đó được. Thì ngay từ tháng 6 của 2022, tập đoàn của chúng ta đã tham gia những cái sự kiện triển lãm và đã đưa ra cái giải pháp công nghệ cho cái vùng Bắc Cực các anh chị ạ. Và cũng trong tháng 6 này thì công ty tập đoàn của chúng ta đã tham gia một cái diễn đàn kinh doanh quốc tế tại Wanda. Và tiếp theo tháng 8 của 2022 thì chúng ta lại tham gia một cái hội nghị khoa học quốc tế nữa ở tại Istanbul. Và tháng 9 của 2022 thì chạy tại cái triển lãm Innochan của 2022 thì tập đoàn của chúng ta lại được Dubai, lại được cơ quan đường bộ giao thông của Dubai mang cái công nghệ này của chúng ta đi triển lãm ở tại một cái sự kiện triển lãm lớn nhất toàn cầu. Nhưng anh chị biết rằng là để tham gia một cái triển lãm này
thì nó chi phí của cái nó rất là tốn kém, nó lên đến là khoảng 10 triệu đô, một con số rất là khủng khiếp đúng không ạ? Nhưng mà trước đó thì chúng ta phải mất chi phí, nhưng từ năm 2022 trở đi thì tập đoàn của chúng ta lại không mất cái chi phí đó, mà thay vì đó là gì ạ? Thay vì đó là cái cơ quan đường bộ giao thông của Dubai đó, và nó đã thành lập công ty Dubai Skyport, và chính cái tập đoàn này đã mang cái công nghệ của chúng ta đi triển lãm suốt từ thời điểm đó đến nay các anh chị ạ, và chúng ta không mất cái khoản chi phí. Các anh chị thấy rằng tập chủ tịch của chúng ta có tài ngoại giao cũng như là cái quá trình phát triển uy tín đúng không ạ? Rất là uy tín đúng không ạ? Các anh chị cảm thấy đây là một điều tuyệt vời thì hãy comment cảm ơn chủ tịch của chúng ta đi được không ạ? Tiếp theo nữa là đến tháng 10 của 2022 thì lần đầu tiên tập đoàn Unikai của chúng ta giới thiệu ở cái công nghệ này, công nghệ Unikai của chúng ta ở Indonesia. Và đây là một cái bước ngoặt rất là lớn. Đây là một cái bước ngoặt cực kỳ lớn cho tập đoàn của chúng ta khi chúng ta xâm nhập vào thị trường Đông Nam Á cũng như thị trường châu Á. Và bắt đầu từ đây, Bộ trưởng Giao thông của Indonesia đã bắt đầu dòm ngó đến cái công nghệ này. Và cũng là điều rất là tuyệt vời rằng là chính quốc gia láng giềng của chúng ta là Indonesia đã bắt đầu thay đổi cái quan điểm về giao thông, thay đổi cái góc nhìn về cái phương tiện giao thông, và họ đã đón nhận cái công nghệ Ulucai của chúng ta. Và cho đến nay thì công nghệ của chúng ta là một trong những công nghệ mà được Bộ Giao thông của Indonesia lựa chọn là cái công nghệ mà sẽ thay đổi cái ngành giao thông của đất nước này các anh chị ạ. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Nếu các anh chị thấy tuyệt vời, các anh chị hãy comment một cái dòng chữ là cảm ơn Indonesia được không ạ? Đó, đây là một điều mà bản thân Tuấn cũng như là rất 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 nhiều các anh chị em cổ đông Unikai cảm thấy rằng là có một điều gì đó đúng không ạ? Cảm thấy rằng nó hãnh diện và nó an ủi phần nào đi cái phần nào được cái mong mỏi của chúng ta đúng không anh chị? Và tiếp theo nữa là đến tháng 11 của năm 2022 thì cũng tại cũng tập đoàn của chúng ta đã có cái buổi ký kết với lại cái tổ chức kỹ thuật của Bangbet. Đây là một trong những cái tổ chức mà có cái lượng cán bộ công nhân viên kỹ thuật nghiên cứu và kỹ thuật lớn nhất toàn cầu. Và chính cũng vì những cái hợp tác ký kết này mà tập đoàn của chúng ta đã có những được những cái nhà kỹ sư đúng không ạ? Đã có được sự hợp tác từ những nhà kỹ sư và những cán bộ kỹ sư rất là tài năng. Và cũng trong tháng 12 của 2022 thì có một cái mẫu sản phẩm, đó là cái giá đỡ của UCAS, cái mẫu tàu 4 chỗ được thiết kế và được nghiên cứu đặt tại cái trung tâm đổi mới công nghệ ở Sharjah. Và cũng chính từ đây, cũng chính từ cái thời điểm này, chúng ta đã triển lãm được cái mẫu tàu này ở tại đây. Và cho đến tháng 1 của năm 2023 thì tập đoàn của chúng ta lại tiếp tục nhận được cái giấy chứng nhận tiêu chuẩn TÜV lần thứ hai cho cái mẫu tàu tiếp theo của chúng ta. Đây là một điều rất là tuyệt vời các anh chị ạ. Và cho đến tháng 1 của 20 cũng trong tháng 1 của 2023 này thì tập đoàn Unocai của chúng ta đã ký kết hợp tác với Viện Quản lý và Khởi nghiệp Quốc tế. Các anh chị có biết ra là cái Viện Quản lý và Khởi nghiệp Quốc tế này nó là những một trong những cái viện nghiên cứu hàng đầu của quốc tế của thế giới về những cái sản phẩm công nghệ tiên tiến, và nó sẽ áp dụng và nó hỗ trợ cho những công ty khởi nghiệp, có những công ty non trẻ và cho những người mà có những cái nghiên cứu phát minh tiên tiến trên thế giới anh chị ạ. Đó. Và đến cũng trong tháng 1 của 2023 này thì tại trung tâm trải nghiệm công nghệ Sara chúng ta đã lắp đặt cái đường ray bán kính, và đây là cái đường ray dài 2,4 km đó. Và trong cái thời điểm từ tháng 1 cho đến tháng 12 của 2023 thì cái đường ray này nó đã hoàn thành và đi vào vận hành. Và tháng 2 của 2023 thì cái công nghệ của chúng ta một lần nữa lại được triển lãm hội ở thành phố ở hội chợ triển lãm lớn nhất thế giới ở lần thứ 23 ở Tây Ban Nha. Và cũng ở trong cái thời điểm này thì cũng có rất nhiều các biên bản hợp tác được ghi nhớ ở cái tại thành phố với cái ký kết với cái thế giới thành phố Hòa Bình đó. Và tháng 3 của 2023 thì cái tổ hợp vận tải Utica của chúng ta
đã được gì ạ, cái người cai trị của Sara, đồng thời tiếp đón một người, đó là gì, người hiệu trưởng của trường đại học Mỹ ở Sara đến thăm và ngồi trên cái trung tâm công nghệ này, và cũng bắt đầu từ đây mối liên kết và cái sự liên kết giữa thị trường Mỹ với tập đoàn UNIKAI của chúng ta bắt đầu được thiết lập, và liên tục trong thời gian hơn 1 năm qua thì với cái sự kết nối này thì chủ tịch tập đoàn của chúng ta đã có những buổi làm việc với những đối tác ở thị trường Mỹ các anh chị ạ. Với tháng và tháng 4 của 2023 thì cái sản phẩm thế hệ thứ 5, sản phẩm tàu mới nhất thế hệ thứ 5 của chúng ta, đó là mẫu tàu U Karat đã lần đầu tiên được lắp đặt ở trên cái đường ray thử nghiệm ở tại trung tâm thử nghiệm công nghệ Sara. Và cũng trong tháng 4 của 2023 thì có một cái buổi ký kết thỏa thuận giữa trường đại học hàng đầu của liên bang với lại trung tâm với lại tập đoàn UNIKAI của chúng ta. Và như Tuấn vừa nói hồi nãy đây ạ, tại sao chủ tịch lại phát triển và lại quan tâm đến những trường đại học như vậy? Tại vì dạ vì ạ, vì những trường đại học về công nghệ, về giao thông là những nơi mà đào tạo con người về cái kiến thức về giao thông. Và chủ tịch chúng ta có một cái tầm nhìn rất là xa. Như anh chị biết rằng là để sản xuất những cái con tàu và ở các quốc gia thì chúng ta phải phải có một đội ngũ nhân lực kỹ sư đi theo, đúng không ạ? Và đây là những cái nguồn nhân lực rất là tuyệt vời. Và những nguồn nhân lực mà nó sẽ phục vụ cho cái tập đoàn của chúng ta, dù nó ở bất kỳ nơi đâu, phát triển ở bất kỳ quốc gia nào, thì chúng ta cũng có những cái đội ngũ nhân lực từ những cái trường đại học tuyệt vời, những cái trường học đại học nổi tiếng trên thế giới, đúng không ạ? Và tháng 5 của 2023 thì có một cái kết quả báo cáo kiểm toán vào cho năm tài chính của 2022, và lần đầu tiên công ty đã đạt được cái sự tự chủ về tài chính các anh chị ạ. Các anh chị biết rằng là trước 2023 là chúng ta kiểm toán quốc tế của chúng ta và cũng vẫn có các con số âm, tức là gì ạ, tức là cái nguồn thu của chúng ta nó không đủ, nó nhỏ hơn so với cái nguồn chi, thì đúng ạ, thì nó còn con số âm. Nhưng mà từ năm 2023 chúng ta kiểm toán là chúng ta đã có cái ạ, có nguồn lợi nhuận dương rồi các anh chị ạ. Vậy và bắt đầu từ thời điểm này nó đánh dấu một cái mốc son mới các anh chị ạ, chứng tỏ rằng là tập đoàn của chúng ta đã gì ạ, đã tự chủ được tài chính là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cái mảng nhỏ nữa của tập đoàn nó đã có nguồn thu và nó đã mang về cho cái dòng lợi nhuận của chúng ta. Và rất nhiều các anh chị khi đi tư vấn, tôi đi tư vấn thì rất nhiều các anh chị có nói rằng là trong nhiều năm hoạt động, trong nhiều năm như vậy vẫn chưa có lợi nhuận thì liệu rằng công ty có làm ăn có hiệu quả hay không? Thì các anh chị biết rằng là này, từ 2023 thì chúng ta bắt đầu đã có những dòng lợi nhuận đầu tiên, và công ty của chúng ta đã tự chủ được về tài chính rồi các anh chị nhé. Đây là một điều rất là tuyệt vời và đây cũng là đánh dấu một cái mốc son mới các anh chị ạ. Và đến tháng 5 của 2023 thì tập đoàn của chúng ta tiếp tục là thử nghiệm xây dựng và thử nghiệm tiếp hai cái tuyến đường nữa ở tại trung tâm công nghệ Ecotechnobark, đó là tuyến đường số 6 và tuyến đường thứ 7. Và tại nơi đây thì đến thời điểm này đã xuất hiện được 7 7 cái tuyến đường thử nghiệm rồi. Và tháng 5 cũng trong tháng 5 của 2023 thì tại cái chung cuộc triển lãm lớn ở UAE, cụ thể nó là ở Abu Dhabi. Đây là một trong những triển lãm rất là lớn, thì công nghệ UNIKAI của chúng ta đã tham gia cái triển lãm này, và cũng trong cái triển lãm này thì đã đón nhận rất là nhiều các cái phái đoàn chính phủ các quốc gia và những cái doanh nghiệp lớn họ đến tham quan, và họ đã ghi nhận rất là lớn, ghi nhận những cái giá trị rất là lớn với tập đoàn. Và trong tháng 5 của 2023 thì cũng ở trong cái thời điểm này thì cái giai đoạn cuối cùng của cái đường bán dẫn dài 2,4 km này đã được hoàn thành, bắt đầu để đưa cái con tàu vào vận hành. Và cũng đến tháng 6 của 2023 thì công ty đã bắt đầu lắp đặt cái phương tiện con tàu này lên để bắt đầu chạy thử nghiệm các anh chị ạ. Và liên tục từ đó đến nay thì tập đoàn cũng đã đưa được những con tàu vào vận hành ở tại đó. Và tháng 6 của 2023 thì tập đoàn của chúng ta lại bắt đầu
tham gia một cái triển lãm khác nữa là về cái vận tải hàng hóa hạng nhẹ. Và cái vận tải hàng hóa hạng nhẹ này đó chính là cái mẫu tàu mà trước phần trước Tuấn đã chia sẻ, nó tham gia vào cái vận tải hàng hóa cho các khu khai thác công nghiệp đó. Và tiếp theo nữa, tháng 6 của 2023 thì công ty lại tiếp tục được tham gia tiếp vào một cái sự kiện nữa, đó là gì ạ? Đã thảo luận cùng với hội nghị toàn cầu về hiện tượng nóng lên ở toàn cầu. Và đây là một trong những sự kiện mà được rất nhiều các cái tổ chức cũng như là các chuyên gia đánh giá rất là cao về công nghệ của chúng ta. Vì công nghệ của chúng ta là một trong những công nghệ không có khí thải. Đó là một trong công nghệ duy nhất không có khí thải ra môi trường ở trong lĩnh vực giao thông các anh chị ạ. Đó, đây là một điều rất là tuyệt vời. Và đến tháng 6, cũng trong tháng 6 của 2023 này thì các cái tổ hợp Urukai của chúng ta lại được tiếp tục được triển lãm ở những công nghệ khác trên toàn cầu. Đó. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là trong rất suốt nhiều năm từ khi nó thành lập là 2015 cho đến 2023 thì cái công nghệ vận tải của chúng ta đã được rất nhiều các cái triển lãm quốc tế được trưng bày đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta đón nhận được rất nhiều các đơn hàng được ký kết sơ bộ. Và đến tháng 7 của 2023 thì các anh chị biết rằng là cái mẫu vận tải hàng hóa đầu vận tải hành khách đầu tiên với cái tên gọi là gì? Ubay đầu tiên là đã được đưa vào khai thác thương mại tại trung tâm công nghệ Ecotec Lâu Bắc, và đây là cái dự án thương mại khai thác thương mại đầu tiên. Và rất nhiều người có hỏi rằng là gì ạ, trong quá trình đi tư vấn nói chuyện thì có rất nhiều người hỏi là liệu vậy thì bây giờ chúng ta đã có cái dự án nào khai thác thương mại chưa, thì đây chính là câu trả lời các anh chị nhé, đây chính là câu trả lời cho cái câu hỏi đó. Đó là ngay từ tháng 7 của 2023 là cái tuyến đường này đã đưa vào khai thác thương mại rồi. Và cái tuyến đường này nó sẽ phục vụ cho các hành khách, cho những cái khách hàng mà đến trung tâm công nghệ tại Ecotec Park tìm hiểu, nghiên cứu và vào trong khu trung tâm công nghệ này vui chơi giải trí. Và nó có một ngay khác sát liền kề cái trung tâm công nghệ này, đó là gì, lại lại có một cái công viên lớn nhất ở Belarus, và chủ tịch của chúng ta đã biến nó trở thành một cái công viên sinh thái lớn nhất trên toàn cầu các anh chị ạ. Đó là một trong 10 công viên sinh thái lớn nhất toàn cầu, và rất nhiều khách du lịch đã đến biết và đến đây thăm cái trung tâm công nghệ này, và đây là cái dự án thương mại đầu tiên. Thì các anh chị hãy nhớ lấy cái mốc này và các anh chị nhớ lấy cái mẫu tàu này các anh chị nhé, đó rất là tuyệt vời các anh chị ạ. Và cũng trong tháng 7 của 2023 thì cái tổ hợp công nghệ Urukai của chúng ta lại được một lần nữa lại được một cái trường đại học công nghệ lớn nhất ở Trung Quốc, đó là gì ạ? Trường Đại học Công nghiệp Đại Liên của Trung Quốc đón nhận và gì ạ? Được trình chiếu chia sẻ với lại cán bộ cũng như là các học viên ở trong trường Đại học Công nghiệp này. Và tiếp theo nữa là tháng 8 của 2023 thì cái chiếc U-Boat là mẫu tàu Carat 25 chỗ ngồi thì lần đầu tiên là được chạy ở trên cái đường ray bán kính 2,4 km. Và đây là cái mẫu tàu mà bản thân em Tuấn cùng với lại gần 300 cổ đông Urukai Việt Nam vào tháng 4 vừa rồi khi sang đến trung tâm trải nghiệm công nghệ Sara của Dubai đã được ngồi trên cái mẫu tàu này. Và phải nói thực sự rằng là đây là một cái mẫu tàu siêu sang anh chị ạ, rất là êm ái, và rất nhiều cổ đông của chúng ta khi ngồi lên trên con tàu này và đều có cảm nhận rằng đây là một ô tàu rất là tuyệt vời đó. Và tiếp theo nữa, cũng trong tháng 8 thì tại Ecotec Nobac ở Benelux thì chúng ta lại tiếp tục xây dựng, hoàn thiện xây dựng cái đường ray tổ hợp và đường ray bán cứng đúng không ạ, chở hàng hóa hàng nặng tiếp tục được triển khai. Và đến tháng 10 của 2023 thì cũng tại trung tâm thử nghiệm công nghệ thì tập đoàn của chúng ta đã đón chào một người mà được đánh giá là một trong những người lãnh đạo quan trọng nhất, một đối tác quan trọng nhất của tập đoàn của chúng ta, đó là Bộ trưởng Bộ Giao thông của Ấn Độ. Và liên tục từ năm 2023, tháng 10 của 2023 đến nay, ngài Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ này liên tục có những buổi làm việc với Chủ tịch Anatoly Jiduquai và làm việc với Giám đốc phát triển công nghệ của chúng ta để đưa cái công nghệ giao thông Urukai này đến với quốc gia Ấn Độ.
Và tháng 10 của 2022 thì chúng ta lại tiếp tục tham dự một cái hội nghị triển lãm lớn khác ở được triển lãm ở tại cái sự kiện là gì ạ? GITEC Copenhagen 2023. Và đây là một trong những sự kiện nổi tiếng, và đây nó đánh giá là một trong những sự kiện mà có thêm được rất nhiều các cái hợp đồng được ký kết sơ bộ các anh chị ạ. Và chính từ đây, chính từ trong những sự kiện này thì có rất nhiều các tập đoàn mà đã được làm việc liên tục, họ đến với trung tâm công nghệ UNICAI của chúng ta ở Sara để làm việc. Và cho đến tháng 12 của 2023 thì chúng ta lại tiếp tục tham gia được cái hội thảo khoa học khác nữa. Đó, thì các anh chị có thể thấy rằng là liên tục trong suốt 3 năm, 4 năm liền, chúng ta tham gia vào rất nhiều các hợp đồng, tham gia rất nhiều các cái hội chợ triển lãm, và để từ bắt đầu từ đây chúng ta đã có rất nhiều đơn hàng. Và tháng 12 của 2023 thì cái công nghệ UDK của chúng ta được trình bày ở cái vùng Bắc Cực các anh chị ạ. Như các anh chị nhìn thấy ạ. Đó, những cái con tàu chở hàng, chở container chúng ta được xây dựng ở tại những khu vực này, nó sẽ giúp cho cái khu vực này phát triển về kinh tế, nó vận chuyển cái hàng hóa đến cái khu vực này, đúng không ạ? Và đồng thời nó có thể là vận chuyển những cái nguồn nguyên liệu từ khu vực này ra đến bên ngoài. Đấy là điều rất là tuyệt vời. Và cho đến tháng 12 của 2023, cũng trong tháng 1 của 2024 thì tập đoàn của chúng ta lại ký kết với lại một chi nhánh học viện kỹ thuật lớn nhất của Benelux, và đây là một trong những dấu mốc được đánh giá là vô cùng là quan trọng. Nó đánh giá được rằng gì ạ? Nó đánh giá được rằng cái bước đi vô cùng quan trọng cho tập đoàn là từ đây chúng ta thì đã tuyển dụng được những kỹ sư, những cái cán bộ hàng đầu của công ty để bắt đầu đi vào cái quá trình xây dựng bắt đầu từ đây các anh chị ạ. Đó, thì đấy là tất cả những cái quá trình phát triển, cái lịch sử phát triển của công ty của chúng ta từ năm 2015 cho đến nay. Và suốt 9 năm thì tập đoàn của chúng ta đã gì ạ? Đã thu được rất nhiều các thành tựu, và trong số rất nhiều các thành tựu đó thì là có những hợp đồng được xây dựng, có những cái gì ạ? Có những dự án được ký kết, và đặc biệt rằng là trong thời gian vừa qua chúng ta được nghe rất nhiều thông tin, đúng không ạ? Và bao nhiêu các anh chị mong muốn được rằng là ngày hôm nay chúng ta lại được nghe những cái thông tin mới nhất của tập đoàn. Bao nhiêu các anh chị mong muốn được điều này, các anh chị comment chẳng số 7 giúp Tuấn ạ. Và em Tuấn sẽ dành ra một ít phút nữa để em Tuấn tổng hợp lại tất cả các cái thông tin mới nhất từ tập đoàn của chúng ta, được không ạ? Và đây là những thông tin vô cùng là giá trị. Như các anh chị biết là thông tin là gì ạ? Các thông tin là vàng, đúng không? Thông tin là tiền. Nếu các anh chị nắm bắt được thông tin thì các anh chị sẽ có được rất nhiều tiền, đúng không ạ? Và đây là những cái thông tin mà sẽ giúp cho các anh chị, chúng ta hãy định hình lại và chúng ta lên được cái kế hoạch tài chính cho bản thân và cho gia đình của mình để nắm giữ cổ phần của tập đoàn trước khi tập đoàn kết thúc giai đoạn, toàn bộ giai đoạn 10 năm, có thể trong năm nay, được không anh chị? Và cái thông tin đầu tiên mới nhất mà Tuấn mong muốn được chia sẻ với tất cả các anh chị đó là gì ạ? Đó là công ty của chúng ta đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất mùn Utera tại UAE. Tháng 4 vừa qua thì các cổ đông UNICAI của chúng ta đã được sang đến UAE, đã được thăm cái địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất mùn. Tuy nhiên rằng là ở thời điểm đó chúng ta mới bắt đầu các cái thủ tục, nhưng mà đến tuần vừa qua thì chính thức cái tập đoàn và đối tác của công ty chúng ta đã chính thức khởi công cái xây dựng cái nhà máy sản xuất mùn này, đúng không ạ? Đó. Và nhà máy sản xuất mùn Utera của chúng ta ấy, thì đã được một cái công ty xây dựng có tiếng tại khu công nghiệp Aigai, và cái sự kiện này nó đánh dấu một cái cột mốc rất là quan trọng. Và trong cái dự án này thì tập đoàn của chúng ta đã xác định rằng là khi cái nhà máy này sản xuất, đi vào sản xuất thì nó có thể gì ạ? Sản xuất đến 10.000 đơn, 10 triệu lít mùn trên một năm. Tính trung bình thì nó sẽ sản xuất mỗi một tháng được khoảng độ 1 triệu đơn vị lít mùn các anh chị ạ. Các anh chị thấy khủng khiếp không ạ? Rất là lớn.
Và cái buổi trong cái buổi mà dự cái sự kiện ở bên vị trí nhà máy sản xuất ở bên Dubai ấy, thì Tuấn được giám đốc của nhà máy Moon này chia sẻ được rằng là gì? Khi nhà máy này đưa vào sản xuất thì nhà máy sẽ đưa đưa vào xây dựng thì nhà máy sẽ không xây dựng xong mới mới sản xuất Moon mà xây dựng từng phần một các anh chị ạ. Và xây dựng những cái bộ phận quan trọng trước, những cái mái che, mái vòm, những cái chỗ mà để sản xuất được trước và xây dựng đến đâu xong phần nào thì chúng ta đưa vào sản xuất đến đó. Và chính vì vậy mà ngay cả gì ạ, ngay cả trong quá trình chúng ta vừa xây dựng mà chúng ta đã có được cái sản phẩm ra thị trường rồi các anh chị ạ. Đó. Thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Và trong tại và cái thông tin thứ hai nữa mà Tuấn muốn cung cấp cho các anh chị đó là gì ạ? Đó là cái mẫu tàu Carat của chúng ta, mẫu tàu thế hệ thứ năm đầu tiên của chúng ta này vừa rồi được thử nghiệm ấy thì lại vượt được cái tốc độ mới, đã đạt được cái tốc độ mới. Tức là gì ạ? Cái hôm mà Tuấn cùng với phái đoàn của Urukai Việt Nam sang đến trung tâm công nghệ Urukai ngồi trên con tàu này cái ngày hôm đó ấy, thì chạy chỉ với tốc độ là 40, 45 cho đến 50 km/h thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái con tàu này đã đạt được tốc độ là 85 km/h các anh chị ạ. Đó. Và trên cái con tàu này thì đây là một trong những con tàu mà có cái sự có cái tiện nghi rất là lớn. Và ai mà ngồi trên con tàu này thì đều được quan sát được 360 độ, tức là quan sát được tất cả các xung quanh. Và trên con tàu này được thiết kế cái công nghệ tiên tiến nhất và cái hệ thống điều hòa tự động với cái công suất cực kỳ lớn, và nó sẽ giúp cho giảm tải cái sức nóng ở trên con tàu. Và đặc biệt là với cái khí hậu ở bên UAE nó rất là nóng như vậy thì cái bộ phận linh kiện điện tử nó là điều hoạt động cực kỳ là phải là cực kỳ là nghiêm ngặt các anh chị ạ. Đó. Và tất cả các cái tiện nghi trên con tàu này được đánh giá là rất là đẹp, rất là tốt, và rất nhiều các cổ đông của chúng ta về thì đều đánh giá điều đó anh chị ạ. Và các anh chị chúng ta cùng xem một cái video để các anh chị biết được rằng là chúng ta cùng xem một cái video Tàu hàng hóa đã lập để nhà biết là ở hoàng cái sa trên con tàu của chúng ta đã đạt cái tốc độ này như nào các anh chị nhé. những bước khởi động này hiện tăng tốc lên 85 km/h và đây không phải là giới hạn. Chiếc của Boss thế hệ thứ năm này được trang bị hệ thống theo khí nén hai giai đoạn mang lại cảm giác lái êm ái và thoải mái. Nội thất rộng rãi với 25 chỗ ngồi, tầm nhìn 360 độ, đa phương tiện. Hệ thống pin khí hậu và wifi, tốc độ, an toàn, tiện nghi ở hạng thương gia và khả năng tiếp cận cho hành khách khuyết tật. Tất cả hợp lại thành một, giống như nếu bạn muốn đi một chuyến trên robot này trong thành phố của bạn. Đó. Con tàu của chúng ta có tiện nghi rất là tuyệt vời các anh chị ạ. Và cái thông tin thứ ba nữa mà Tuấn muốn cung cấp cho tất cả quý cô chú anh chị đó là gì ạ? Đó là chúng ta lại tiếp các cái đại diện đến từ viện nghiên cứu của trường viện nghiên cứu Tô Giang của Trung Quốc, Giang Tô của Trung Quốc anh chị ạ. Các anh chị biết được rằng là Trung Quốc là một trong những quốc gia mà có cái nền khoa học cũng rất là phát triển, và họ còn đi sản xuất được những gì ạ, có sản xuất được những cái công nghệ, những con tàu mà có thể đi thương mại ra ngoài các quốc gia trên trên thế giới, đúng không ạ? Thì các anh chị biết rằng là chúng ta lại đón tiếp và chúng ta gì ạ, triển đưa cho họ một cái giải pháp về công nghệ giao thông mới, và những cái kỹ sư trong cái viện công nghệ của Giang Tô Trung Quốc này, họ đã đến với trung tâm công nghệ của chúng ta và họ nghiên cứu cái công nghệ này. Đồng thời họ có thể là đưa cái công nghệ này vào cái chương trình nghiên cứu phát triển của họ, và họ sẽ hợp tác cùng với tập đoàn của chúng ta để làm gì ạ? Để có thể là xây dựng cái công nghệ này ở tại Trung Quốc. Vì các anh chị biết rằng là để xây dựng công nghệ tàu nào đó ở một quốc gia nào đó phải được gì ạ? Phải được cái sự tư vấn, đúng không ạ? Phải được tư vấn của các cái đơn vị, và đặc biệt những cái đơn vị về gì ạ? Về cái viện nghiên cứu, đây là một trong những cái đơn vị mà được đánh giá là những đơn vị hàng đầu
mà có tư vấn là để tư vấn cho chính phủ của các quốc gia, đúng không anh chị? Đấy, thì đây là chúng ta là đón tiếp cái phái đoàn này, thì đây là một điều mà rất là tuyệt vời. Các chị biết rằng là Trung Quốc khi mà họ đã phát triển, khi mà họ đã đưa cái công nghệ nào ra đấy, thì họ mong muốn nó là phải gì ạ? Phải là chiếm lĩnh được thị trường một cách nhanh nhất. Thì đây là một con đường đi rất là đúng đắn, và chúng ta hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có được một cái thị trường lớn như thị trường Trung Quốc, đúng không anh chị? Đó, đây là một điều rất là tuyệt vời, và chúng ta comment một từ là rất là tuyệt vời, được không anh chị? Đó, thì trong cái buổi tiếp đón này thì có rất nhiều các cái vị khách quý, cũng như là những cán bộ của viện nghiên cứu của cái viện Giang Tô Trung Quốc ấy, họ đánh giá cái công nghệ này rất là tuyệt vời. Và trong số đó là trong những người mà được đánh giá, trong số rất nhiều người đó thì có cái viện trưởng viện nghiên cứu, các anh chị ạ. Đó, và trong cái buổi này thì trong cái buổi thuyết trình này thì đã thu hút được sự quan tâm của và rất nhiều câu hỏi từ cái phái đoàn này, và nhiều người có mặt ở đây đã bày tỏ rằng là thảo luận sâu hơn và phát triển các dự án này. Họ coi cái việc hợp tác với tập đoàn Unica của chúng ta là cơ hội duy nhất để tăng trưởng và phát triển. Các anh chị thấy không ạ? Họ thấy rằng là cái công nghệ này cực kỳ là tiên tiến, và họ mong muốn là được hợp tác và đưa cái công nghệ này về tới Trung Quốc rồi, các anh chị ạ. Đó, và nếu như Trung Quốc mà phát triển thì các anh chị thấy thế nào? Một cái quốc gia mà có dân số lớn nhất thế giới, có diện tích lớn gần như lớn nhất thế giới, mà họ áp dụng công nghệ này vào thì chúng ta có nhiều tiền hay rất nhiều tiền, các anh chị? Chúng ta thành công lớn hay thành công rất lớn, các anh chị? Rất lớn, đúng không ạ? Các anh chị hãy comment cái gì đó để cảm ơn chủ tịch của chúng ta đi ạ. Và cái thông tin thứ tư mà Tuấn muốn cung cấp cùng với các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là cái hội nghị triển lãm tại Châu Á Thái Bình Dương tại Indonesia vào cái tuần vừa qua, đúng không ạ? Và công nghệ của chúng ta như lúc nãy chú Tuấn vừa nói rằng là từ 2022 khi Indonesia được tiếp cận với cái công nghệ này, thì đến thời điểm này họ lại tiếp tục đưa công nghệ này triển lãm tại cái diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức lần thứ 19 được tổ chức tại quốc gia của họ. Và chúng ta cùng khám phá ra là trong cái sự kiện này là có những cái gì, và trong cái sự kiện này chúng ta đạt được cái gì, các anh chị nhé. Và các anh chị biết rằng là cái sự kiện triển lãm này thì nó gồm có rất nhiều các đơn vị, và trong đó có cái đơn vị đó là gì ạ? USKY. Đó, tức là gì ạ? Tức là cái đơn vị giao thông của chúng ta. Và trên màn hình các anh chị thấy rằng là con tàu của chúng USKY đã được trưng bày tại cái sự kiện này. Và đây là gì ạ? Đây là giám đốc phát triển và giám đốc thị trường, phát triển thị trường nữa ạ, của công ty, và đã chia sẻ cái công nghệ này cho rất nhiều cán bộ của Indonesia. Và trong số đó thì và trong rất nhiều các thông tin thì ông giám đốc có nói gì ạ? Thứ nhất, đây là một trong những khu vực có triển vọng triển khai các dự án sử dụng công nghệ UDK. Thứ hai, việc củng cố vị thế, sự tiếp nối hợp lý của công việc nhất quán Indonesia. Hiện tại chúng tôi đang chuyển sang các giai đoạn rõ ràng hơn. Văn phòng đại diện tại Jakarta chính thức hóa sự hiện diện của UDK và sẽ cung cấp một nền tảng thiết lập và tăng cường quan hệ đối tác với khách hàng. Điều thứ ba là việc thực hiện các dự án ở Đông Nam Á dựa trên sự hiểu biết và đặc thù của khu vực và kiến thiết về đặc điểm pháp luật quốc gia. Ví dụ Indonesia có cách tiếp cận khác đối với các công ty có vốn nước ngoài. Quan trọng là phải biết tất cả những điểm này từ bên trong. Đó, tức là gì ạ? Tức là tập đoàn của chúng ta đã có một cái đường đi nước bước rất là chuẩn, rất là tốt đối với cái thị trường này, và chính vì điều đó mà được đón nhận, được tổ chức cũng như là các cái tập đoàn ở Indonesia, và đặc biệt là cái bộ trưởng bộ giao thông của Indonesia họ đón nhận rất là tốt, đúng không ạ? Và chúng tôi nhận thấy nhu cầu càng ngày càng tăng đối với sản phẩm của mình ở tại nhu cầu tại Indonesia, với quốc gia có hàng diện có rất nhiều
hòn đảo đó, và các anh chị nhìn thấy trên màn hình đấy ạ, riêng cái sự ùn tắc về giao thông của Indonesia đã khiến tiêu tốn gần 7 tỷ đô 7 tỷ USD. Chính vì cái điều này mà đã làm cho Bộ Giao thông của Indonesia, họ đã gì ạ? Họ đã đón nhận cái công nghệ của chúng ta một cách gì ạ? Rất là nhiệt tình, đúng không ạ? Đây ạ, còn đây nữa ạ. Indonesia là một trong những nước xuất khẩu than lớn nhất châu Á. Tất nhiên, việc khai thác than gắn liền với nhu cầu xây dựng đường, đội xe khổng lồ, xe tải, tài xế do đó sẽ cần có chi phí rất là lớn, rất đáng kể. Các công ty chuyên khai thác khoáng sản này quan tâm đến giải pháp vận tải tiên tiến. Và ở đây, Unichan là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi hiện đang đàm phán với đại diện của nhiều tổ chức khác nhau. Tức là gì ạ? Tức là ở tại quốc gia Indonesia này, không những về công nghệ vận tải hành khách, mà cái công nghệ vận tải hàng hóa cũng được xúc tiến một cách nhanh nhất ở tại nơi tại quốc gia này các anh chị ạ. Đó. Và chúng ta cùng xem một đoạn video về cái triển lãm công nghệ này, và chúng ta cùng xem cùng đón nhận những cái thông tin đấy chị nhé. Đó. Hai anh bạn láng giềng của chúng ta đó là Trung Quốc và Indonesia đã đón nhận cái công nghệ này, đúng không ạ? Và đấy là điều rất là tuyệt vời. Và chỉ cần những quốc gia này xây dựng thôi thì chúng ta đã có rất là nhiều tiền rồi, đúng không anh chị? Và cái nội dung và cái thông tin thứ năm mà Tuấn muốn chia sẻ với các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay, đó là một cái thông tin vô cùng là tuyệt vời. Đó là công nghệ Urica của chúng ta sẽ được giới thiệu tại Mỹ các anh chị ạ. Và trong tuần vừa qua thì Chủ tịch Anatoly Judikai của chúng ta đã có cái chuyến thăm và chuyến làm việc tại thị trường Mỹ, và Chủ tịch đang thực hiện một cái chuyến công tác tới Hoa Kỳ. Cơ quan ngoại giao đã cấp cái visa 01 cho ông. Điều này mở ra những cơ hội mới cho sự tiến bộ của công nghệ trên lục địa Mỹ. Được nắm bắt và truyền. Nay tôi cũng chia sẻ thêm một chút về thông tin này. Đó. Tại sao nó lại là có cái thị thực 01 này? Cái thị thực 01 này nó là dành riêng cho những người có những cái phát minh, có những cái bằng sáng chế về khoa học, về kỹ thuật, và là những con người mà được đánh giá là được có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Và cái thị thực này là chỉ cần có cái thị thực này thì là được đi lại một cách tự do và được chào mừng như là một nhân vật nổi tiếng, như là một chính trị gia, đúng không ạ? Và Chủ tịch Anatoly Judikai của chúng ta là một trong những con người như vậy. Và đây là một điều vô cùng là tuyệt vời các anh chị ạ. Và trong suốt nhiều năm, Chủ tịch Anatoly Judikai đã làm việc với chính phủ, với các cái ban bộ ngành của rất nhiều quốc gia, trong đó có cả chính phủ của Mỹ. Và Chủ tịch có nói rằng là gì ạ? Trong tất cả các dự án công nghệ của tôi đều mang tính toàn cầu trong công việc của mình. Đó, đây là các anh chị đọc được ạ. Và cái màn hình của Tuấn nó bị che mất một lửa rồi ạ. Không biết là hiểu nó thế nào thì nó bị che mất một lửa. Thì Tuấn sẽ đọc lên giúp các anh chị nhé. Đó.
Đây là một điều rất là tuyệt vời các anh chị ạ. Các anh chị biết rằng là ở Mỹ là một cái thị trường mà khó khăn nhất mà tập đoàn chúng ta tiếp cận. Tức là khó khăn ở đây không phải là về khó khăn về đường đi, mà khó khăn nó về cái gì ạ? Thế về chính trị là một, khó khăn về cái sự nghiêm ngặt và nó rất là anh chị hiểu rằng là nó ở thị trường Mỹ, Mỹ nó là một trong những quốc gia mà nó có nó ở tất cả các đó. Chủ tịch có nói như thế này ạ: tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tất cả các dự án và công nghệ của tôi đều mang tính chất toàn cầu. Trong công việc của mình, tôi không tập trung vào lợi ích bất kỳ quốc gia nào, thể chế hay tổ chức nào, mà tập trung vào sự thịnh vượng của toàn nhân loại. Khám phá không gian, giao thông, đô thị, nông nghiệp, những lĩnh vực này đòi hỏi phải cải cách trên tất cả các châu lục trên hành tinh, chuyển đổi sang các công nghệ mới thân thiện với con người và thiên nhiên. Bây giờ tôi có cơ hội mang ý tưởng của mình đến lục địa Mỹ. Các chị thấy tuyệt vời không ạ? Và anh chị hãy dành một lời cảm ơn đến Chủ tịch Anatoly của chúng ta. Ông không ngần ngại về địa lý, ông không ngần ngại về chính trị, mà ông liên liên luôn luôn mong mỏi và mong muốn đưa cái công nghệ giao thông của chúng ta, những cái sản phẩm mà ngài chủ tịch, đến tất cả các quốc gia, và trong đó có một quốc gia khó khăn nhất, tiếp cận khó nhất, đó là gì ạ? Ở quốc gia Mỹ đúng không ạ? Đó. Và bắt đầu từ đây thì nó đã sẽ đánh dấu một cái khởi đầu mới cho cái công nghệ của chúng ta, không những ở quốc gia Mỹ mà cái toàn bộ ở châu Mỹ Latin, ở khu vực châu Mỹ đúng không ạ? Đó. Đấy là cũng là một trong những thị trường rất là lớn, và chỉ cần Mỹ, ở quốc gia Mỹ họ đón nhận thôi thì đảm bảo rằng là các quốc gia khác họ không còn phải lăn tăn bất kỳ điều gì đúng không ạ? Đó, đấy, trở ngại về chính trị nó sẽ được phá vỡ, và trở ngại về địa lý cũng sẽ được phá vỡ, và bắt đầu từ thời điểm này thì chúng ta sẽ mở sang một cái trang mới đúng không ạ? Và một trong số rất nhiều cái thành tựu mà chúng ta đạt được đó, phải kể đến đó gì ạ? Đó nó chính là những cái hợp đồng hợp tác xây dựng ở tại nước quốc gia Ấn Độ. Và như lúc trước Tuấn vừa nói thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Ấn Độ là một trong những vị khách đặc biệt và là một trong những đối tác đặc biệt của tập đoàn UK của chúng ta. Và sau đây thì Tuấn xin mời các anh chị chúng ta cùng xem một cái video để xem rằng là ngài Bộ trưởng Bộ Giao thông của Ấn Độ họ nói gì về công nghệ của chúng ta, và tại sao chính ông là cái người mà 4 năm trước đã bỏ lỡ cái cơ hội xây dựng công nghệ Ulukai ở tại Ấn Độ, và đến thời điểm này ông lại quay lại và ông làm rất là triệt để cái vấn đề này các anh chị nhé. Và cho Tuấn mời các anh chị cùng xem một đoạn video. Khi tìm các bạn di ký thỏa thuận với Sơ Kai Uay để cung cấp kết nối từ New Delhi đến Amritsar. Hãy nghe những gì Nitin Gadkari công bố. Hôm nay, tôi sẽ nói cho các bạn biết về một công nghệ giao thông công cộng mới. Tôi đã đi cáp treo bằng điện ở đó. Và tôi cũng đi cùng Bộ trưởng Đường sắt Vancouver. Hiện tại chúng tôi đang thực hiện 260 dự án. Bát Di Đát và Kê Đa Đắc đang được thực hiện khắp nơi trên cả nước. Tôi đã nói với Thủ tướng rằng viên đạn nơi tôi đã ngồi là tàu cao tốc phía trên ở giữa có thể đi được 600 km trong một giờ. Amritsar cách Delhi bao nhiêu km? Vì vậy, hãy hiểu rằng đi từ Delhi đến Amritsar chỉ trong 35 đến 40 phút. Nếu chúng ta đi từ Delhi đến Amritsar thì sẽ rất nhanh. Tốc độ này quá nhanh. Điều nữa là ở Amritsar, từ ga xe lửa sân bay, chúng di chuyển trên không, nên đường sẽ rất thông thoáng. Thưa ngài, nếu có một tuyến xe buýt trên cao từ thủ đô quốc gia, chúng ta cách nhau 2 tiếng rưỡi khi đi bằng đường hàng không. Nếu bạn đưa nó về cho chúng tôi, nó sẽ chạy 600 km mỗi giờ. Hiển nhiên là nếu chúng ta có được nó, có lẽ chúng ta sẽ tạm biệt hàng không. Và tôi nên gọi nó là gì đây? Hành trình của chúng ta chỉ có 35 phút. Từ Delhi cũng chỉ mất 35 đến 40 phút để tới Mohali. Xe buýt đạn. Vâng, xe buýt đạn. Nó giống như một viên đạn. Máy bay cũng thường di chuyển với tốc độ 600 km mỗi giờ như một viên đạn. The last video.
Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Chính vị Bộ trưởng Bộ Giao thông của Ấn Độ, ông đã nói gì ạ? Có 260 dự án đã được bắt đầu được triển khai. Và con số này không dừng lại ở đó các anh chị ạ. Ở trong cái tháng ngày mùng 2 tháng 4 vừa rồi, khi mà Tuấn cùng anh chị em ở cổ đông UDK Việt Nam có mặt tại trung tâm trải nghiệm công nghệ Sara Dubai, thì chính chủ tịch tập đoàn UDK của chúng ta đã nói vị Bộ trưởng Bộ Giao thông của Ấn Độ là một trong những vị khách đặc biệt. Và không dừng ở con số 200 hay 360 dự án được triển khai, mà con số này có thể là lên đến 500 dự án các anh chị ạ. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Các anh chị thấy cảm thấy đây là một điều tuyệt vời, thì các anh chị hãy comment một điều gì đó cảm ơn chủ tịch cũng như là chúc mừng cho tất cả chúng ta đi ạ. Nếu như chúng ta đóng vai trò là một chúng ta đóng đóng vai trò là một người khách hàng, là một người tiêu dùng, thì cái chúng ta mong muốn cái công nghệ UDK này về đến Việt Nam của chúng ta càng sớm càng tốt, để chúng ta gì ạ, có cơ hội được trải nghiệm công nghệ, có cơ hội được đi trên cái công nghệ tiên tiến này, và nó sẽ làm giảm thiểu được tất cả các vấn nạn về giao thông, đúng không ạ? Nhưng chúng ta đóng vai trò là một nhà đầu tư, một đối tác, là một nhà đầu tư cùng với tập đoàn, thì chúng ta biết được rằng là công nghệ này dù không được xây dựng ở Việt Nam nhưng nó xây dựng ở bất kỳ nơi đâu thì chúng ta đều có tiền, đúng không anh chị? Đúng không ạ? Đó, thì các anh chị biết rằng là ở riêng chỉ Ấn Độ thôi, đến thời điểm này có thể đã có 260 dự án đặt trên bàn làm việc, và trong tương lai nó không dưới 500 dự án. Thì chỉ cần Ấn Độ xây dựng thôi thì chúng ta đã có nhiều tiền hay rất nhiều tiền rồi các anh chị. Xin chúc mừng tất cả các anh chị, xin chúc mừng tất cả những anh chị em là cổ đông UDK đã nắm giữ cổ phần của tập đoàn, và chỉ trong thời gian tới thôi, khi các dự án xây dựng được triển khai, thì theo thông tin mà ngài vợ của chủ tịch, ngài là giám đốc nói gì ạ, chúng ta đã bước vào giai đoạn gì ạ, giai đoạn vàng, đúng ạ, giai đoạn triển khai dự án. Và khi triển khai thì nó gì ạ? Giống như là tuyết lở, đúng không ạ? Các dự án sẽ nhiều như tuyết lở, thì đúng như vậy các anh chị ạ. 500 dự án mà bắt đầu đưa vào ở việc triển khai xây dựng thì nó đúng là như tuyết lở các anh chị ạ. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các anh chị nhé, và cũng không lâu nữa chúng ta bắt đầu đón nhận được dòng những dòng tiền rồi, đúng không anh chị? Và có hai điều, có hai yếu tố mà dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp hay là sự thành công của các nhà đầu tư. Cái yếu tố thứ nhất đó là về chứng nhận tiêu chuẩn. Thì các anh chị biết rằng là tập đoàn của chúng ta đã được chứng nhận rất nhiều tiêu chuẩn rồi, và kể cả cái sản phẩm thế hệ mới nhất là chúng ta đã được chứng nhận tiêu chuẩn TÜV rồi, đúng không ạ? Và yếu tố thứ hai nữa là về mặt rủi ro, thứ hai nữa đó là về mặt thời gian. Thì chủ tịch đã công bố gì ạ, 2025 là chúng ta đã có cổ tức. Như vậy là từ nay đến 2025 thì chúng ta chỉ còn có nửa năm nữa thôi, đúng không anh chị? Và các anh chị chúng ta có sẵn sàng là kiên trì một nửa năm đến 8 tháng nữa là để chúng ta nhận được những dòng tiền đầu tiên từ tập đoàn không anh chị? Nếu như anh chị có kiên trì hoặc mong muốn thì các anh chị hãy comment từ sẵn sàng được không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau xem một video về cái sự khẳng định cũng như là trả lời của chủ tịch Hôm về nay tôi sẽ tiết tập lộ bí đoàn mật cũng vận như hành là và chia sẻ chi với trả các cổ bạn tức thông tin mà về chủ một tịch số dự nói án vào đang thực hiện. 2025 các anh chị nhé. Xin mời các anh chị cùng ta cùng xem video. Bước tiếp theo sẽ là hoàn thành việc chứng nhận tổ hợp giao thông và cơ sở hạ tầng số 4 ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đưa nó vào hoạt động tiếp theo. Một thành tựu khác sẽ là việc ra mắt dịch vụ vận tải hành khách của tổ hợp cơ sở hạ tầng và giao thông Ulan tại Cộng hòa Belarus. Đồng thời, chúng tôi dự định ra mắt thêm hai khu phức hợp mới tại Ecotechnopark ở Marina Gorka, cụ thể là với loại cầu vượt nhịp dài và tải nặng bán linh hoạt mới, cũng như cầu vượt tải trọng nặng được thiết kế để vận chuyển container đường biển bằng U-Port treo. Hơn nữa, chúng tôi dự định ký kết một số hợp đồng mới về thiết kế đường ray với tổng chiều dài ít nhất 200 km để vượt qua chuyên môn về tài liệu thiết kế và tiến tới giai đoạn này.
xây dựng khu liên hợp giao thông và hạ tầng UST. Và rồi những gì vẫn còn là bí mật ngày nay sẽ trở nên rõ ràng, vì không ai và không điều gì có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án này. Một kế hoạch khác là mở rộng địa bàn hoạt động và mở văn phòng đại diện tại ba địa điểm để phát triển các dự án thương mại. Là một phần của việc thực hiện các dự án mục tiêu, việc sản xuất lô U-Bot đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai tại nhà máy ở Cộng hòa Belarus. Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch tăng cường đội máy móc của tổ hợp sản xuất của mình. Một giai đoạn quan trọng trong kế hoạch cho năm tới là việc ký kết thỏa thuận phân bổ địa điểm cho khu liên hợp vận tải tốc độ cao với chiều dài hơn 20 km. Điều này sẽ giúp bạn có thể thử nghiệm U-Bot ở tốc độ lên tới 500 km/h, cũng như tạo ra cơ sở hạ tầng hậu cần cần thiết cho mục đích này. Ngoài ra, G&D còn được lên kế hoạch cho tổ hợp vận tải tốc độ cao với U-Bot công suất cao, tổ hợp siêu tốc và hệ thống tự động hóa kho bãi cho cảng biển. Năm tới sẽ chứng kiến sự trình diễn tích cực liên tục của công nghệ UST với thế giới tại các triển lãm và địa điểm quốc tế, với việc tham gia vào 10 sự kiện lớn đã được lên kế hoạch từ trước đến nay. Hiệu quả tài chính của Unisky Shin Technologies lần đầu tiên đã cho thấy kết quả tích cực. Công ty đã đạt được khả năng tự cung tự cấp. Vì vậy, kế hoạch cho năm tới bao gồm việc đạt được lợi nhuận thông qua các dự án. Do đó, đến năm 2025, tập đoàn Unisky dự kiến sẽ hoàn thiện hạ tầng pháp lý và tài chính cho việc chi trả thù lao cho các nhà đầu tư dự án. Vâng ạ, xin chúc mừng tất cả các anh chị, chúc mừng tất cả cổ đông Unica của chúng ta. 2025 là năm đầu tiên chúng ta được nhận những cái dòng tiền cổ tức đầu tiên, đúng không ạ? Và em Tuấn xin chúc mừng tất cả các anh chị và chúc mừng cho những nhà đầu tư ở những cổ đông thiên thần từ những năm đầu và cho đến thời điểm này. Và Tuấn cũng mong muốn cho những anh chị nào chưa có cổ phần của tập đoàn Nữ Đức Cai thì các anh chị hãy cố gắng tận dụng tối đa cái thời gian còn lại trong năm nay. Chúng ta nắm giữ thật nhiều cổ phần của tập đoàn Nữ Đức Cai để sang năm 2025 chúng ta đã nhận lại được những dòng tiền đầu tiên từ tập đoàn. Và chúc cho tất cả các anh chị chúng ta đã có cổ phần của tập đoàn Nữ Đức Cai rồi thì chúng ta nâng cao cái số cổ phần của mình lên, đúng không ạ? Và lời cuối cùng mà em Tuấn muốn nói đó gì ạ? Có một câu nói rất là hay và Tuấn cảm thấy rằng rất là ý nghĩa, đó gì ạ? Đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO là con đường dẫn tới tự do tài chính và hạnh phúc viên mãn. Xin cảm ơn và chúc cho tất cả các quý cô chú anh chị có một cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc và viên mãn. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe phần chia sẻ của Tuấn và xin nhường mic lại cho Nam MC của chúng ta, đó là em Minh Ngọc. Và sau đây thì các anh chị có câu hỏi giao lưu hoặc có câu hỏi thắc mắc thì các anh chị cũng liên hệ và cùng kết nối với em Minh Ngọc để cho ban tổ chức có những câu trả lời. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin mời em Minh Ngọc. Dạ vâng ạ, Minh Ngọc biết ơn anh Tốt Mạnh Tấn rất là nhiều về cái phần chia sẻ vô cùng là giá trị của mình ạ. Cả nhà mình thấy cái phần chia sẻ vừa rồi của Tốt Bớt Mạnh Tuấn có giá trị hay là rất giá trị ạ? Cả nhà mình có thể comment một cái tràng số 8 để gửi những cái lời cảm ơn biết ơn sâu sắc đến Tốt Bớt Mạnh Tuấn của chúng ta với cái phần chia sẻ vô cùng là tuyệt vời và giá trị ạ. Vâng ạ, vô cùng là giá trị, những cái kiến thức, những cái thông tin cực kỳ là hay, sâu sắc về doanh nghiệp để làm sao giúp cho các quý cô chú anh chị nhà mình hay là Minh Ngọc chẳng hạn có cơ hội để hiểu sâu sắc hơn về cái quá trình phát triển của doanh nghiệp cũng như là hiểu sâu sắc hơn về cái quá trình hình thành và những cái thông tin để làm sao mình hiểu được rằng doanh nghiệp chúng ta đang tồn tại và phát triển ra sao. Và thông qua cái buổi chia sẻ vừa rồi thì Minh Ngọc nhìn nhận thấy được về cái diễn biến
hình thành phát triển doanh nghiệp của chúng ta từ cái thời điểm năm 2015 đến năm 2014, 9 năm trong một chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Nó là một cái quãng thời gian cực kỳ là dài. Và như Minh Ngọc có nhớ được rằng cái câu mà Top Expert Mạnh Tuấn có chia sẻ đó là chậm 2 năm để tiến xa 10 năm. Đấy là cái câu mà Minh Ngọc cực kỳ là ấn tượng. Và doanh nghiệp của chúng ta là một doanh nghiệp nó ở trong lĩnh vực về giao thông vận tải. Chính vì ở trong cái lĩnh vực giao thông vận tải nên nó cần rất nhiều thời gian, cần rất nhiều thông tin và chúng ta cần phải có niềm tin vào cái cơ hội mà chúng ta đang và đã lựa chọn. Bởi vì một cái doanh nghiệp hình thành thì nó cần phải có từng các cái khâu hình thành, chứng nhận và đưa cái doanh nghiệp đó ra thương mại. Và đấy là cái lý do mà tại sao doanh nghiệp của chúng ta đang dần dần hoàn thiện được từng những cái khâu như vậy. Và như TopExpert Mạnh Tuấn đã chia sẻ, đó là hai yếu tố của sự thành công. Yếu tố đầu tiên là tiêu chuẩn chứng nhận là doanh nghiệp của chúng ta, tập đoàn của chúng ta có thực sự là đủ điều kiện được phép thương mại ra thị trường hay không. Và cái sự thành công số 2 mà TopExpert Mạnh Tuấn có chia sẻ đến cả nhà mình, đó là cái lời tuyên bố của ngài chủ tịch, đó là thời gian chi trả cổ tức, cái thời gian hái quả ngọt vào năm 2025, khi mà chính thức tập đoàn chúng ta đã chi trả cổ tức, sẽ bắt đầu chi trả cổ tức, và thời gian chỉ còn lại đâu đó là nửa năm nữa thôi là chúng ta sẽ nhận được những khoản tiền cổ tức đầu tiên đến từ cái việc nắm giữ tài sản cổ phần doanh nghiệp trước khi IPO. Và rất biết ơn Tốt Mạnh Tuấn với những cái thông tin chia sẻ vô cùng là giá trị về những cái chặng đường sự hình thành của một doanh nghiệp từ sơ khai đến thành công được như bây giờ. Và những cái thông tin về doanh nghiệp UST với những cái mẫu tàu thương mại Unibus Garrett đạt tốc độ mới là 85 km/h, nhấn mạnh được những cái đặc điểm vượt trội so với những các loại hình truyền thống khác và được sự quan tâm rất lớn của những cái đơn vị truyền thông ở nhiều quốc gia, ở nhiều những cái quốc gia khác nhau như Peru này, Ấn Độ này hay là Indonesia, đồng thời là những cái thông tin về những cái việc đó là những cái đại diện ở bên phía viện nghiên cứu ở Giang Tô đã bắt đầu có những cái động thái tích cực quan tâm đến những cái loại hình đổi mới ở trong doanh nghiệp của chúng ta để làm sao họ muốn mang cái công nghệ của chúng ta về đất nước của họ để phát triển. Và động thái tích cực nữa là về cái dự án diễn đàn châu Á Thái Bình Dương, khi mà doanh nghiệp chúng ta có một cái doanh nghiệp liên doanh, đó là doanh nghiệp Unikai Nusantara ở đất nước Indonesia và đang hình thành cái văn phòng đại diện ở Jakarta, đồng thời là chuyến công tác ở Hoa Kỳ với một cái vai trò là một chuyên gia cấp cao, là một cái người mà có cái năng lực, có cái trí tuệ ở trong cái lĩnh vực khoa học, được phép di chuyển hoàn toàn tự do ở bên Mỹ và được phép mang công nghệ UST của chúng ta vào trong những cái đề tài nghiên cứu tại Mỹ để làm sao ứng dụng công nghệ UST. Và ngài chủ tịch có chia sẻ thông qua những cái lời chia sẻ của anh Mạnh Tuấn, đó là thị trường Mỹ là một cái thị trường khó tính, nhưng mà không, doanh nghiệp UST của chúng ta là một doanh nghiệp sẽ hướng tới toàn cầu và hướng tới toàn nhân loại. Chính vì cái mục tiêu cao cả như vậy nên là cái sự lựa chọn, cái sự phát triển của doanh nghiệp chúng ta là không gì là không cản nổi. Minh Ngọc biết ơn rất là nhiều những cái phần chia sẻ của Top Expert Mạnh Tuấn ở trong buổi tối ngày hôm nay đến toàn thể gần 400 các quý cô chú anh chị mình đang có mặt ở trong phòng Zoom. Và sau cái phần chia sẻ của Top Expert Mạnh Tuấn cũng như là một chút những cái cảm nhận được những cái giá trị mà Top Expert Mạnh Tuấn đã chia sẻ cho cả nhà mình cũng như Minh Ngọc ở trong buổi tối ngày hôm nay, thì Minh Ngọc rất là mong muốn là mời lên đây 2 đến 3 quý cô chú anh chị mình cùng lên giao lưu, đặt câu hỏi với Top Expert Mạnh Tuấn của chúng ta để mình có thêm những góc nhìn mới về doanh nghiệp, hay mình có thêm những cái chia sẻ về những cái giá trị mình nhận được ở trong buổi tối ngày hôm nay. Thì rất là mong muốn rằng Minh Ngọc sẽ có thể mời 3 quý cô chú anh chị mình nhanh tay nhất giơ tay lên để Minh Ngọc có thể mời cả nhà mình được không ạ? Minh Ngọc đang chờ 3 cánh tay nhanh nhất ạ. Cả nhà mình có sẵn sàng chưa ạ? Các chị mình giơ tay đi ạ. Rồi ạ, Minh Ngọc đã thấy chị Thanh Thúy rồi ạ. Một người chị vô cùng là tuyệt vời. Vâng ạ, Minh Ngọc có thể nhờ bạn kỹ thuật mở mic giúp chị Thanh Thúy lên giao lưu, chia sẻ và đặt câu hỏi cùng với Tốt Bất Mạnh Tuấn được không ạ? Vâng ạ, Minh Ngọc mời chị Thanh Thúy ạ. Dạ, xin chào mọi người. Cho mình xin phép xin tên Thanh Thúy ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Thì rất là biết ơn các top
Ngọc và gái tóc anh Mạnh Tuấn. Thì buổi chia sẻ hôm nay rất là vô cùng giá trị, giúp là mình sâu chuỗi lại hết từ cái lịch sử và đến cái thành tựu kết quả ngày hôm nay, để cho các nhà cổ đông của mình là những cái nhà cổ đông thiên thần từ đó tới giờ, và những cái nhà đầu tư mà ở giai đoạn cuối này có cái niềm tin kiên định hơn với cái tiềm năng lựa chọn của cái tập đoàn doanh nghiệp của mình. Nó là một cái công nghệ xanh rất là tuyệt vời, và nó thay đổi được cái nền văn minh của con người, mà nó dịch chuyển từ từ cái ngành giao thông cũ sang một cái ngành giao thông mới để cứu lấy cái hành tinh trái đất. Và cái giá trị nhân văn ở đây nữa là ngài chủ tịch rất là tuyệt vời, nghĩ đến con người của chúng ta, bảo vệ được cái sự sống lâu dài, tiến đến một cái nền văn minh theo một cái cấp độ cao nữa, là đến một cái hành trình thịnh vượng, là lợi cho người, lợi chúng sinh và lợi cho chúng ta. Cho nên là ngài thật là vĩ đại. Cho nên là Thúy tham gia mỗi buổi sáng đọc sách này thì rất là quý. Thì hôm nay có một cái câu hỏi là cái cơ hội mà nhà đầu tư mới trong cái giai đoạn 15.1 này, thì năm sau là cái năm đầu tiên nhận cái cổ tức, thì cái cổ tức đó là nhận như thế nào à? Cái cách chia cái cổ tức trên cái cổ phần của mình, dù ít hay nhiều, thì cái cách chia như thế nào à? Giờ mình xin hết rồi. Xin cảm ơn cho mình có một câu hỏi. Dạ cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em. Vâng ạ, em cảm ơn chị Thanh Thúy rất là nhiều. Câu Dạ hỏi cảm này của ơn anh. chị Thanh Thúy cũng giống như là các câu hỏi của chị Nguyễn Tâm đây ạ. Chị có câu hỏi lúc lên sàn hoặc chia cổ tức có sang nhượng cổ phần cho nhau được không? Thế em cũng xin phép mà trả lời hai câu hỏi này luôn. Câu hỏi đầu tiên của chị Thanh Thúy đó là gì ạ? Là khi mà chia cổ tức thì là chia như thế nào, đúng không ạ? Thì các anh chị biết rằng là nếu như trong năm nay mà công ty kết thúc huy động vốn, đây là ví dụ ạ, ví dụ trong năm nay công ty kết thúc huy động vốn mà các anh chị hoàn thành hết cái khoản trả trả góp của mình và hoàn thành hết các cái gói cổ phần của mình, mà số cổ phần được chuyển nhượng chuyển lên cái phần sở hữu, thì sang năm các anh chị có cổ tức thì các anh chị sẽ nhận được. Và khi nhận thì như các anh chị biết là tập đoàn đang công ty đang 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 nâng cấp cái trang web, và sau này khi công ty nâng cấp xong thì nó có hiển thị thêm, hoặc để đến gần cái ngày chia cổ tức nó sẽ hiển thị thêm cái mục. Như các anh chị biết ở trên cái tài khoản của chúng ta hiện tại nó đang có bốn cái mục, đúng không ạ? Thứ nhất là tài khoản chính, cái thứ hai là tài khoản bon lớp, cái thứ ba nữa là sở hữu cổ phần sở hữu, cái thứ tư nữa là cổ phần chờ thanh toán, và cái thứ năm nữa là tài khoản cổ phần. Và tức là cái tiền mà công ty đẩy về, hoặc là có một số số tiền mà các anh chị nhận được khi trong quá trình mà có chương trình ấy, và khi công ty nâng cấp xong thì nó sẽ có thêm một cái phần, đó là phần cổ tài khoản cổ tức đó. Vì trước khi lên sàn thì công ty đã chia cổ tức rồi, thì trong cái mục đó, trong cái phần các cái tài khoản đó thì chắc chắn nó sẽ thêm cái mục đó. Và khi thêm cái mục đó thì các anh chị sẽ rút nó ra bằng hai cách. Một, anh chị dùng chính cái tiền cổ tức đó bằng tiền đô công ty đẩy về đó, mua góp góp thêm vào các dự án mà công ty đang huy động, đúng không ạ? Chúng ta Thứ lại đầu hai, tư. đúng rồi, các anh chị tái đầu tư. Cái thứ hai là các anh chị có thể rút ra bằng tiền mặt thông qua cái liên kết ngân hàng. Và cái mục liên kết ngân hàng này thì chắc chắn rằng đến khi công ty chi trả cổ tức thì công ty sẽ có yêu cầu là phải có một cái phần đó các anh chị nhé, và KYC lại toàn bộ tài khoản. Tức là gì ạ? Tức là chúng ta, các anh chị biết là trước đây chúng ta đăng ký bằng chứng minh thư, đúng không ạ? Và bây giờ là chúng ta đang dùng căn cước, thì chúng ta phải thay đổi các thông tin, có thay đổi KYC lại, và làm sao đấy nó phù hợp chuẩn lại với cái thông tin căn cước của chúng ta đang dùng. Và khi mà rút tiền như vậy thì cũng cần một cái KYC như vậy, và các tất cả các phần nó sẽ phải phù hợp nhau, đúng không ạ?
Cũng giống như chúng Dạ. ta đi nhận tiền ở ngân hàng cũng vậy, chúng ta phải có cái đầy đủ các thông tin nó phải khớp nhau đúng không ạ? Đó thì cái mục nhận cổ tức này thì các anh chị cứ yên tâm rằng là chắc chắn rằng là khi có cổ tức thì công ty sẽ hướng dẫn các thủ tục cần thiết để các anh chị sẽ phải bổ sung những thông tin hoặc là các anh chị cần phải làm những cái bước gì tiếp theo các anh chị nhé. Và các anh chị biết rằng là cổ đông của Unicai Việt Nam rất là đông nên các anh chị không phải sợ là chúng ta không biết làm hoặc các anh sợ phải làm thế nào cho nó chuẩn đúng không ạ? Đấy thì các anh chị yên tâm một điều rằng các top leader lớn sẽ có các cái hướng dẫn giúp các anh chị và làm các bước đó các anh chị nhé, nên là các anh chị cứ yên tâm. Cái cô xong phần của chị Thanh rồi nhá, chị Thanh Thúy có câu hỏi gì nữa không? Mình nghe nói là được chia về 20% trên cái gì, cái đó là cái gì không hiểu đó. Vâng, như thế này. Tức là công ty có nói rằng là sẽ trích từ 20 cho đến 25% lợi nhuận để chia cổ tức. Ví dụ như thế này, lợi nhuận của công ty là 1 triệu đô. Ví dụ thì công ty sẽ trích ra là 20 đến 25%, tức là từ 200 ngàn cho đến 250 ngàn. Yeah. 200 đúng không nhỉ? 200, tức là 25% của 1 triệu đô đó, đúng không? Chia đều cho các cổ đông và chia thì chia theo tỷ lệ cổ phần. Đó, chia chia theo trên đầu cổ phần. Để ai có nhiều thì người đó nhận nhiều mà ai có ít thì người đó nhận ít, đúng không ạ? Đấy. Để các anh chị nhá, chứ không phải là chia 20% theo số cổ phần mình nắm giữ, là không phải. Chia là Đây trích là tổng 20 số đến phần 25% lợi nhuận. à. Đó. Và em cảm ơn chị có câu Dạ hỏi gì nữa cảm không? ơn, cảm ơn. Dạ vâng ạ. Đó, em trả lời tiếp cái câu hỏi của chị Thanh Tâm trong này là có chị có câu hỏi lúc lên sàn hoặc chia cổ tức có san nhượng cổ phần cho nhau được không? Thì chắc chắn là lên sàn là chúng ta được bán được chuyển nhượng rồi chị nhé. Nên là chị cứ yên tâm là với một cái tập đoàn giá trị như thế này thì các anh chị hãy cố gắng nắm giữ nó nhiều nhất có thể, lâu nhất có thể. Đó, có hai từ kia các anh chị nhé, nắm giữ nhiều nhất cổ phần có thể và giữ nó lâu nhất có thể. Và các anh chị đừng có bán luôn lon, có bán luôn lon hoặc là cần quá rồi bán xong đến lúc là nó sẽ rất là tiếc, rất là phí, cũng giống như Apple ấy, anh chị ạ. À, thời điểm đầu nó chỉ có mấy chục đô thôi đúng không, nhưng mà có thời điểm nó lên đến 1.000 đô một cổ phần, một cổ phiếu đúng không ạ? Thế nên là các anh chị cứ yên tâm một điều rằng khi lên sàn, ngày tính từ ngày lên sàn cho đến ngày mình bực bán là 6 tháng. Đây là quy định của sàn giao dịch quốc tế anh chị nhé. Khi lên sàn sau 6 tháng sau thì các cổ đông phổ thông có quyền được bắt đầu bán các anh chị ạ. Đó thì Nguyễn, chị Tâm cứ yên tâm một điều như vậy chị nhé. Chị Trần Thị Quế có hỏi là cho em hỏi 2025 chia cổ tức thì vào tháng mấy ạ? Như thế này các anh chị nhé. Câu hỏi này thì nó cũng mang tính chất chung chung. Câu hỏi này là câu hỏi chuẩn, rất là mong muốn. Thế tuy nhiên rằng câu trả lời thì của em như thế này. Các anh chị biết rằng là để chia cổ tức thì nó phải có kiểm toán của năm trước, tức là gì, có thể là trong năm nay kết thúc hoặc có thể là chưa kịp kết thúc các anh chị nhé. Tuy nhiên rằng là đến tầm tháng 4, tháng 5 của 2025, tức là mấy năm vừa rồi chúng ta đều có kiểm toán của tháng 4 hoặc tháng 5 là có kiểm toán của năm trước rồi, các anh chị hình dung ra không ạ? Thì tháng 4 hoặc tháng 5 của 2025 là chúng ta có con số kiểm toán của 2024. Và khi có con số kiểm toán của 2024 rồi thì công ty sẽ bắt đầu lên kế hoạch, sẽ chốt danh sách nhận cổ tức, chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức. Và có thể, nếu nhanh nhất có thể thì nó có thể rơi vào tháng 8, tháng 9 các anh chị nhé. Đó, còn nếu không thì nó sẽ rơi vào tầm tháng 11, tháng 12. Đó. Vâng, thì có, đấy là nhận định của em Tuấn thôi các anh chị nhé, chứ không phải công ty nói các anh chị ạ. Đây là theo nhận định cá nhân, theo nhận định của em Tuấn phải nhắc lại là đây là theo nhận định của em Tuấn, và em Tuấn nhận định như thế nào thì em Tuấn nói như vậy chứ không phải công ty nói các anh chị nhé. Vì kiểm toán tháng 4 xong
Có thông báo báo cáo kiểm toán thì công ty phải mất một thời gian nữa là để lên cái danh sách, chốt cái danh sách cổ đông nhận cổ tức, đúng không ạ? Và nếu như làm nhanh nhất có thể thì chúng ta có thể nhận vào tháng 8, tháng 9, còn không thì tháng 10, tháng 11 các anh chị nhé, hoặc thậm chí là tháng 12. Nói tóm lại là trong năm 2025 kiểu gì chúng ta cũng được nhận cổ tức nếu như theo tiến độ như thế này. Và chủ tịch có nói rằng gì ạ? Nếu nó không thể xảy ra, nó không xảy ra hai trường hợp này. Một là không xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Cái thứ hai là không xảy ra một cái đại dịch gì đó mà nó giống như đại dịch Covid của 2019, nó làm ảnh hưởng đến cái hoạt động xã hội của toàn cầu, thì 2025 chúng ta vẫn nhận cổ tức. Còn nếu như nó xảy ra một trong hai hoặc xảy ra hai cái đồng thời thì các anh chị khả năng nhận được nó rất là khó các anh chị nhé. Đó, thì nên là các anh chị phải hiểu rằng là công ty đang muốn đi đúng lộ trình, đúng không ạ? Đi đúng lộ trình và mong muốn thực hiện nó đúng lộ trình. Nhưng có những cái gì đó nó tác động mà nó ảnh hưởng đến hoạt động của toàn cầu thì công ty sẽ không chịu trách nhiệm về cái gì công ty đang nói vì nó làm ảnh hưởng quá lớn, các anh chị hiểu không ạ? Đó, thế nên là các anh chị cũng phải rất là thông cảm. Nếu nó xảy ra hai trường hợp như Tuấn vừa nói thì chúng ta hãy nhận muộn nó một chút, được không ạ? Còn nếu như không thì 2025 là chúng ta nhận, đúng không ạ? Cảm ơn câu hỏi của chị ấy rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì có câu hỏi là để Tuấn đọc xem là có câu hỏi gì. Số điện thoại đăng ký, à đây có chị Minh Tươi có hỏi là số điện thoại đăng ký khi mua giờ dùng số điện thoại khác thì phải làm sao. À, cái phần này thì anh chị liên hệ với lại cái tuyến trên của mình nhé, là để anh chị lấy một cái biểu mẫu để thay đổi lại thông tin. Tức là gì ạ? Các anh chị có một cái biểu mẫu là tôi muốn cập nhật lại thông tin, thì trong đó có thông tin nếu anh chị trước đây mà đăng ký bằng bằng chứng minh thư ấy, thì các anh chị có thể làm lại luôn từ đầu luôn, từ thẻ. Tức là cập nhật toàn bộ thông tin là theo cái căn cước này và thông tin số điện thoại các anh chị nhé, và các anh chị điền lại thông tin và các anh chị chụp ảnh chân dung tay cầm căn cước và một tay cầm tờ giấy có ghi là ngày tháng, và các anh chị chụp ảnh và các anh chị ghi 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 Gmail để gửi lên Gmail công ty ấy nhá các anh chị nhá. Cái này thì sau đây các anh chị có đặt câu hỏi đó vào trong nhóm mà các anh chị đang có thì có người sẽ hướng dẫn các anh chị, còn hiện tại thì Tuấn cũng không biết các anh chị ở nhóm nào, đúng không ạ? Thì cái này cũng rất là dễ thôi, các anh chị tự làm được, đúng không ạ? Cái này cũng rất là dễ, không khó các anh chị nhá. Tiếp theo nữa thì nhờ em Minh Ngọc, à đây có chị Phạm Hồng. Mời chị Thanh Thúy hạ tay xuống. Em mời chị Phạm Hồng có câu hỏi gì trực tiếp thì Tuấn sẽ trao đổi luôn ạ. Nhờ bác tổ chức mở mic giúp chị Phạm Hồng giúp Tuấn ạ. Vâng ạ, mời chị. Thì trước tiên là chị xin cảm ơn em Minh Tuấn đã cho chị nên chia sẻ và cảm ơn tất cả mọi người trong phòng Zoom hôm nay. Chị tên là Phạm Hồng, chị ở Hải Dương và công việc của chị thì làm bán hàng. Thì hôm nay chị cũng các cái câu hỏi thắc mắc ở trong người thì cũng được bạn Minh Tuấn chia sẻ là rõ ràng hết rồi, các tiêu chí rồi các điều kiện của công ty thì cho chị thêm được cái động lực là cứ gom tiền để mua thêm cổ phần của công ty thôi. Nhưng mà chị cũng qua cái câu qua các cái bài của bạn Minh Tuấn chia sẻ thì chị cũng nắm bắt được các cái tiêu chuẩn của công ty rất là có tiềm năng, và các cái thông tin tích cực của doanh nghiệp cũng được tất cả các khách hàng rất là quan tâm và được nhiều khách hàng chú ý tới, nên là chị thấy cái cơ hội UST của mình rất là tiềm năng, nên là yên tâm để gom cổ phần đầu tư. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Vâng, em cảm ơn chị Phạm Hồng. Chị cũng chia sẻ là có nhiều thông tin, nắm được bắt được thêm nhiều thông tin rồi đúng không ạ? Và bây giờ là chỉ có một cái điều mà lăn tăn là làm thế nào để có nhiều tiền nhất để góp cổ phần đúng không ạ? Và cái câu hỏi này thì cũng không phải là chỉ có riêng mình chị đâu, mà gần như là tất cả mọi người khi mà tìm hiểu yêu công nghệ UK đều mong muốn như vậy. Thì sẽ có hai cách để gom cổ phần. Cách thứ nhất là sẽ dùng nguồn lực tài chính của gia đình, đúng không ạ? Cách thứ hai
là chúng ta sẽ dùng cái nguồn lực từ cái chương trình đối tác, làm mà đối tác cùng với quỹ SWC. Thì các anh chị biết rồi là tập đoàn của chúng ta đã hợp tác với quỹ SWC để là cái đơn vị mà huy động vốn giúp tập đoàn. Thì trong quỹ SWC thì họ đã xây dựng một cái chương trình, đó là cái chương trình thưởng marketing. Thì đây, trong cái chương trình này thì ngay từ thời điểm đầu 2014 đến nay thì rất nhiều anh chị em đã dùng áp dụng cái chương trình này để tăng cái số lượng cổ phần của mình đó. Và bản thân em Tuấn cũng vậy, về nguồn lực tài chính cũng chưa được, cá nhân chưa được nhiều, thì em Tuấn phải dùng được cái chương trình đó là làm chương trình đối tác cùng với quỹ. Và chương trình đối tác cùng với quỹ thì các chị biết rồi là chúng ta sẽ làm theo năng lực, hưởng theo 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 năng lực của mình, đúng không ạ? Và nguồn lực thì các chị biết là có rất là nhiều, ở ngoài kia xã hội thì có rất nhiều người mong muốn được đầu tư, được góp vốn vào một cái công nghệ nào đó để có thể giúp cái công nghệ đó ra thị trường, đồng thời là gì ạ, mong muốn được nắm giữ cổ phần của những doanh nghiệp để sau này có thể là có điều kiện bứt phá về tài chính, đúng không ạ? Và các anh chị hãy cứ cứ kiên trì, cứ chia sẻ hết những cái gì mà các anh chị hiểu biết ra, đúng không ạ? Các anh chị cứ chia sẻ hết những cái gì mà các anh chị cảm thấy đó là tuyệt vời nhất. Hãy cứ làm một cách nhiệt tình, cứ chia sẻ một cách nhiệt tình thì chắc chắn rằng là em tin chắc chắn là chị cùng với tất cả mọi người cũng sẽ có được một cái lượng nhà đầu tư lớn ở trong một thời gian tới, trong thời gian tới anh chị nhé. Và nhất và trong cái thời gian cuối giai đoạn này thì lại có rất nhiều cái thông tin tốt, thì em nghĩ rằng là ở ngoài kia có rất nhiều người đón nhận, chỉ cần các anh chị hãy cố gắng chia sẻ và cung cấp đầy đủ các thông tin cho họ thì chắc chắn rằng họ sẽ làm cái chương, họ sẽ đầu tư. Và khi mà có nhiều nhà đầu tư thì các anh chị lại có nhiều cái phần marketing, đúng không? Và các anh chị có thể dùng cái ma tiền marketing đó để tái đầu tư lại, mua lại cổ phần các anh chị nhé. Đó. Cảm ơn chị Phạm Hồng rất là nhiều. Và trên màn hình thì Tuấn thấy có một cái câu hỏi đó gì ạ? Năm 20 của chị Huỳnh Thị Ngọc, đúng không? Có hỏi là năm 2025 được chia cổ tức bằng tiền thì sẽ căn cứ vào báo cáo kiểm toán của 2024 hay là của 2025? Thì 2025 chia thì nó phải căn cứ vào kiểm toán của 2024 các chị ạ. Chị nhá. Tại vì sao? Vì năm năm này thì sẽ chia cổ tức của năm trước, chứ năm này nó đã có kiểm toán đâu, đã có hoạt động đâu, đúng không? Nó chưa có cái kiểm toán của cái năm hiện tại thì là chưa thể dùng cái con số của năm hiện tại mà chia cổ tức được, mà nó phải dùng tất cả các cái tập đoàn, các công ty họ đều căn cứ vào kiểm toán của năm trước thì để họ chia. Thế còn cái năm hiện tại của năm nay, ví dụ như năm 2024 này, thì 2025 họ chia cái lợi nhuận của 2024, đúng không? Và 2025 thì lại phải đến 2026 thì họ mới chia, đúng không ạ? Đó, thì câu trả lời này em trả lời chị như vậy chị nhé. Cầu nguyện ông trời không có chiến tranh thế giới thứ ba và dịch bệnh như COVID-19. Vâng ạ, thì cái này là điều rất là mong mỏi rồi, đúng không? Chiến tranh là điều không một quốc gia nào và không một người dân nào mong muốn, đúng không? Và dịch bệnh cũng vậy. Và chúng ta mong muốn được sống trong một cái nền kinh tế ổn định và một cái bầu không khí yên hòa, yên lành, đúng không ạ? Đó. Tiếp tục có một câu hỏi của chị Nguyễn Thị Xuân là Tớp Tuấn cho chị hỏi, chị vào gói được thưởng 40% thì bao giờ về? Xin cảm ơn. Cái câu hỏi này như này chị nhé. Cái gói đầu tư mà được thưởng 40% cổ phần thì công ty cũng đang hoàn thiện, cũng có tài khoản mà công ty đã trả về rồi. Tuy nhiên cũng có một số tài khoản mà công ty vẫn chưa hoàn thiện được, thì công ty vẫn đang làm. Thì trong thời gian tới thì anh chị hãy liên hệ với đầu tốt của mình. Các anh chị ở nhóm của tốt nào thì các anh chị hãy nhắn với đầu tốt đó, là nhắn là kiểm tra giúp, hoặc là có đề xuất giúp là cái tài khoản của mê của em hay của tôi là Gmail như thế này, trong cái thời gian tháng 4 tôi đầu tư thì vẫn chưa nhận được cái 40% cổ phần thưởng về. Các anh chị hãy đề xuất nhé. Cái nhắn với đầu tốt của mình thì các đầu tốt sẽ có trách nhiệm là sẽ nhắn với bộ phận của tổ chức của cái thị trường Việt Nam, sau đó sẽ làm một cái bản danh sách và gửi lên công ty, đúng không ạ? Thì sẽ đề nghị công ty giải quyết các anh chị nhé. Và cái này thì các anh chị hãy
liên hệ với đầu top anh chị nhé. Ví dụ anh chị ở dưới của top ai thì anh chị hãy nhắn tin cho top đó anh chị nhé. Tiếp theo nữa, nhờ bạn Minh Ngọc, nhờ em Minh Ngọc xem là còn có câu hỏi gì không thì tổng hợp lên, thì chúng ta sẽ còn khoảng độ 7 phút nữa thì chúng ta sẽ giao lưu cùng trả lời các câu hỏi, thì đến 10 rưỡi thì chúng ta sẽ kết thúc Zoom các anh chị nhé. Dạ, hiện tại là trong cái phần bình luận thì mọi người đã hết câu hỏi rồi anh ạ. Có chị Đỗ Hương có hỏi anh Mạnh Tuấn rằng là trong cái tháng 6 này thì sẽ có chương trình khuyến mại 40%, có chương trình khuyến mại nào không anh ạ? Cảm ơn em Minh Ngọc. Trả lời câu hỏi của chị Đỗ Hương thì em cũng trả lời như thế này. Theo thông tin từ tháng trước khi họp cái chương trình với Topic Bird của thị trường Việt Nam thì cô Isa có nói là có một chương trình vào tháng 6. Tuy nhiên rằng là khả năng là 50-50 các anh chị nhé. Tại vì công ty đang thay đổi một số kế hoạch. Thực ra là công ty đang thay đổi một số kế hoạch để cho nó phù hợp với cái tiến độ. Thì cái chương trình khuyến mại của tháng 6 thì các top leader lớn của thị trường Việt Nam cũng đang đề xuất là sẽ có lại cái chương trình khuyến mại giống như tháng 4. Tuy nhiên rằng là có hay không thì phải một tuần nữa, trong khoảng một tuần nữa mới có thông tin các anh chị nhé. Ai cũng mong muốn, thực sự là ai cũng mong muốn là có lại cái chương trình khuyến mại như vậy để anh chị em chúng ta gom được thêm nhiều cổ phần trước khi công ty kết thúc giai đoạn vào cuối năm nay, đúng không ạ? Thế tuy nhiên rằng công ty sẽ thay đổi kế hoạch chiến lược theo từng giai đoạn để nó phù hợp, để làm sao đấy nó được đảm bảo cái quyền lợi của các cổ đông cũng như là đảm bảo được cái lợi ích của công ty. Thì cái điều này là sẽ có trong thời gian tới thì chúng ta mong muốn, nhưng còn việc có hay không thì các anh chị cũng phải, chúng ta đều phải hoan hỉ các anh chị nhé. Đó. Xin cảm ơn câu hỏi rất hay của chị. Tiếp theo nếu anh chị nào có câu hỏi thì chúng ta cũng cũng mạnh dạn chúng ta cứ hỏi trực tiếp thì Tuấn cũng sẽ trao đổi cùng với các anh chị. Vâng ạ, hiện tại là chưa có câu hỏi nào ở trong phần bình luận. Cả nhà mình có muốn đặt câu hỏi với Topic Bird Mạnh Tuấn hoặc là muốn giao lưu cùng với Topic Bird Mạnh Tuấn thì cả nhà mình có thể comment ở trong phần bình luận ở ô chat, hoặc có thể là mọi người giơ tay trực tiếp lên để Minh Ngọc có thể mở mic hỗ trợ cả nhà mình có thể ở trò chuyện tương tác trực tiếp ạ. Vâng ạ, hiện tại là cả nhà mình đều rất là biết ơn cái sự chia sẻ vô cùng là giá trị của Topic Bird Mạnh Tuấn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và mọi người biết ơn, và hiện tại là không có một cái câu hỏi hay ý kiến gì nữa ạ. Cảm ơn MC Minh Ngọc và cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc Zoom tại đây các anh chị nhé, để hôm nay cũng là buổi thứ bảy đúng không ạ? Chúng ta kết thúc Zoom sớm để chúng ta còn thời gian với gia đình, đúng không ạ? Và em Tuấn xin gửi lời cảm ơn, biết ơn tới tất cả các anh chị đã có dành thời gian buổi tối ngày hôm nay ở lại để nghe sự chia sẻ của Tuấn, và đến giờ này vẫn còn hơn 300 anh chị em nữa đúng không ạ? Biết ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và em Tuấn cũng xin chúc tất cả anh chị sẽ có sức khỏe, hạnh phúc và sở hữu được nhiều cổ phần nhất trong giai đoạn cuối này. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều và nhường mic lại cho MC Minh Ngọc để chúng ta có thể tiếp tục điều hành và chụp ảnh đúng không ạ? Vâng ạ, mình Ngọc biết ơn Tốt Bệnh Tân rất nhiều về những cái lời chúc đến cả nhà mình, và cả nhà mình có thể dành những cái tràng số 8 yêu thương để gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến Tốt Bệnh Tân Mạnh Tấn của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Vâng ạ, và sau đây là cái phần Minh Ngọc muốn nhờ cả nhà mình có thể là mọi người mở cam và giơ tay thả tim hiện diện đầy đủ ở trong cái khán phòng Zoom để Minh Ngọc có thể nhờ ban kỹ thuật chụp cho cả nhà mình những bức ảnh đẹp nhất để